chương 461, Đại sư không hổ danh là Đại sư, chúng ta cứ chờ mà xem. Vương Đặc Nam cắn răng, sau đó quay đầu về phía Đại sư Thôi bên cạnh, sắc mặt khó coi hỏi, Đại sư Thôi, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sắc mặt Đại sư Thôi hơi thay đổi, ngay sau đó vội vàng lắc lắc quạt giấy trong tay, cố làm ra vẻ chấn định đáp, không ngờ ông già này mà cũng có lúc bị sơ sót, tuy nhiên xin Vương Tổng cứ tin tưởng tôi. Một khối đá quý còn lại này, nhất định sẽ mở được phỉ thúy, hơn nữa còn là đại phỉ thúy. Có thật không? Vương Đặc Nam nửa tin nửa ngờ nói. Dĩ nhiên, tôi đã tung hoành ngang dọc trong giới cực thạch này mấy chục năm rồi, chút lòng tin này vẫn phải có. Vương Tổng à, anh cứ ngồi đó nhìn là được rồi. Đại sư thôi mặt đầy tự tin nói. Được. Vương Đặc Nam hít sâu một hơi, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía thợ cắt đá, nói tiếp tục cắt đi. Thợ cắt đá gật đầu, bắt đầu cắt khối đá thứ hai. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào một chỗ. Bởi vì khối đá này tương đối lớn, hơn nữa còn đắt hơn khối đá kia, trị giá khoảng 7 triệu. Audio điện tử võ tấn bền. Nhìn xem, chắc chắn sẽ mở ra được phỉ thúy lớn. Vào giờ khắc này, hai tay vương đặc nam cũng nắm chặt vào nhau, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Khối nguyên thạch cuối cùng này có thể xem như là hy vọng cuối cùng của anh ta. Nếu lại tiếp tục không mở được phỉ thúy nữa, vậy thì chắc anh ta sẽ hộc máu mất. Ong ong ong, âm thanh máy cắt lại vang lên. Thở cắt đá dựa theo cách cắt trước đó, cắt một phần ba khối đá quý kia trước. Xanh biếc, da màu xanh biếc rồi. Trong đám người kia, không biết là ai kêu to lên. Mọi người vội vàng định thần nhìn lại. Chỉ thấy ở một mặt của khối đá kia, lộ ra một miếng nhỏ màu xanh lá cây. Thở cắt đá vội vàng lấy một ít nước từ thau nước bên cạnh vẩy lên phía trên, sau đó phủi bột của khối đá kia xuống. Trong khoảnh khắc đó, màu xanh lá cây kia càng trói mắt hơn. Có thể khẳng định, đây tuyệt đối là phỉ thúy. Ha ha, mở ra phỉ thúy rồi, đúng là mở được phỉ thúy mà. Vương Đạc Nam nhất thời kích động, trên mặt hiện lên nụ cười đầy hưng phấn. Đại sư thôi ở bên cạnh thấy vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm bởi vì nếu như khối nguyên thạch này không thể mở ra phỉ thúy nữa. Vậy thì cái danh hiệu đại sư cực ngọc của ông ta hoàn toàn thất bại rồi. Diệp Thu, Lâm Thanh Nhã, có nhìn thấy không? Mở được phỉ thúy đấy, hâm mộ chưa, hâm mộ chưa? Vương Đặc Nam quay đầu nhìn Lâm Thanh Nhã cùng Diệp Thu, được nước nói tới. Nhãi danh, trợn to mắt ra nhìn cho rõ, có phải ra phỉ thúy rồi không hả? Lại dám nghi ngờ ông đây nữa chứ, hừ, cậu xứng sao? đại sư thôi cũng nhìn về phía diệp thu mặt đầy kiêu ngạo nói nghe vậy diệp thu cười nhạt ngược lại cũng không phản ứng lại hai người bọn họ bởi vì trước đó anh đã cẩn thận quan sát khối đá này rồi dựa vào phán đoán của anh bên trong khối đá này đúng là có phỉ thủy nhưng đặc biệt ít đoán chừng cũng chỉ có một tầng mỏng mà thôi mà phỉ thủy quá nhỏ hay quá mỏng thì mở ra cũng không mang theo chút giá trị nào cả hoàn toàn không đáng tiền cho nên mới nói, vương đặc nam cùng đại sư thôi kia đắc ý quá sớm rồi. Diệp thu, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Lâm thanh nhã nhíu đôi mày thanh tú lại. Đừng nôn nóng, đợi thử xem sao. Khóe miệng diệp thu hơi cong lên, mặt đầy vẻ nghịch ngợm nói. Nghe vậy, lâm thanh nhã cũng sướng sờ, sau đó không thể làm gì khác hơn là đành cố kìm nén lại. Tiếp tục cắt ra sao ạ? À? Thở cắt đá quay đầu nhìn vương đặc nam, xin chỉ thị cắt chứ, cái này còn cần phải hỏi sao, cẩn thận cho tôi một chút, đừng cắt hư phỉ thúy của tôi đấy nhé. Vương Đặc Nam nhắc nhở, được, thở cắt đá gật đầu, cả người nhất thời cũng lên tinh thần, tập trung nghiêm túc. Bởi vì bên này đã mở được phỉ thúy, để không ảnh hưởng xấu đến phỉ thúy, đương nhiên không thể cắt từ bên này được nữa. Vì vậy thở cắt đá bắt đầu cắt tiếp từ một đầu khác của khối đá. Ông ong ong, tiếng máy cắt lại vang lên. Tuy nhiên, khi ánh mắt của mọi người tập trung về phía mặt sau của khối đá, lại phát hiện ra rằng lần này bên trong vẫn là đá, nhưng không hề có phỉ thúy. Điều này làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt một thoáng. Mà nụ cười trên mặt vương đặc nam nhất thời cũng cứng nở lại, nuốt nước bọt, vội vàng nói cắt tiếp cho tôi. Ông, thở cắt đá tiếp tục cắt thêm một lát nữa. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Bốn mặt tất cả đều là đá, không hề có chút màu xanh lá cây nào cả. Một màn này, trực tiếp khiến cho sắc mặt của Vương Đặc Nam trong nháy mắt trở nên vô cùng âm trầm, cắn răng nghiến lợi trầm giọng nói cắt tiếp. Thở cắt đá chỉ có thể làm theo, cứ như vậy, một đao rồi lại một đao. Trừ lúc vừa mới bắt đầu một nhát ra phỉ thúy kia, thì sau đó cứ mỗi một đao lại không hề thấy màu xanh lá cây kia nữa, tất cả đều là đá. Cho đến khi cả khối đá hoàn toàn bị cắt bỏ, cũng chỉ cắt ra một tầng phỉ thúy thật mỏng mà thôi. Giống như một tờ giấy vậy, hơn nữa, chỉ khoảng chừng một tấc nhỏ. Nếu bán vào thị trường, nỗ lực sống chết để bán đi thì cùng lắm chỉ được một hai nghìn tệ cũng là nhiều lắm rồi. Nếu như Vương Đặc Nam xài mấy chục tệ mua hai khối phế thạch này để mở ra được phỉ thúy. Vậy thì chắc chắn là có lời. Nhưng quan trọng là, anh ta mua hai khối đá quý này với mức giá ước chừng một triệu tệ thế mà quay đầu lại chỉ mở được phỉ thúy giá trị một hai nghìn tệ chắc phải lỗ đến thấy bà nội ấy chứ có thể nói là vốn ban đầu không về được vào giờ khắc này vương đặc nam chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt cả người thiếu chút nữa ngã khụy xuống đất chúc mừng chúc mừng hôm nay vương tổng thu hoạch không nhỏ một mảnh phỉ thúy mỏng như vậy thế nào cũng trị giá một hai nghìn tệ đấy chứ nhỉ đại sư không hổ là đại sư nói mở được phỉ thúy quả nhiên liền mở được bội phục. Diệp Thu nhìn Vương Đặc Nam cùng đại sư thôi, cười lạnh châm chọc nói. Nghe thấy vậy, Lâm Thanh Nhã cũng không nhịn được mà hé miệng cười một tiếng. Mày! Vương Đặc Nam hung giữ trợn mắt nhìn Diệp Thu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía đại sư thôi, sắc mặt âm trầm nói, đại sư thôi, thế này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Mới vừa rồi ông còn nói với tôi là hai khối đá kia chắc chắn có thể mở được phỉ thúy. Hơn nữa còn là phỉ thúy lớn kết quả bây giờ một khối không có gì cả, còn một khối chỉ có một mảnh thế này. Có phải ông nên cho tôi một lời giải thích rồi không hả? Giờ phút này, Vương Đặc Nam thật sự là nổi giận điên lên. Vốn dĩ hai khối đá kia là của Lâm Thanh Nhã, người chịu lỗ cũng phải là Lâm Thanh Nhã lỗ chứ. Kết quả anh ta lại tin vào lời của đại sư thôi này, đoạt hai khối đá kia lại. Bây giờ lại thế này, Lâm Thanh Nhã không hề hấn gì cả, còn anh ta sắp chịu lỗ đến nỗi còn mỗi cái quần cụt đấy chứ. Chuyện này, chuyện này, đại sư thôi trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích như thế nào cho thỏa đáng. Dù sao vừa rồi đúng là ông ta đã đảm bảo, nhưng bây giờ lại thành ra như vậy. Chuyện này làm cho thể diện của cái mặt già này cũng sắp mất hết rồi. Chuyện này chuyện này cái gì hả, ông nói đi. Vương Đặc Nam giận dữ hét lên. Vương Tổng, trước mắt anh bất giận, đây chỉ là một tai nạn thôi, là tôi nhìn nhầm. Tuy nhiên, tôi có biện pháp giúp anh xoay mình được, tất cả tiền lỗ trước đã đều có thể kiếm về gấp bội được." Đại sư Thôi vội vàng trấn an nói. "Hừ, biện pháp gì chứ?" Vương Đặc Nam hừ lạnh một tiếng, tức giận hỏi. "Chương 462, một khối đá lớn ồ. Ông muốn đánh cược gì cơ?" Khóe miệng Diệp Thu cong lên một nụ cười bông đùa. "Bây giờ chúng ta đang ở phòng giao dịch cược ngọc." Vậy thì đương nhiên là phải đánh cược ngọc rồi. Đại sư thôi cười lạnh một tiếng, chỉ vào khu nguyên thạch cách đó không xa, nói, hai người chúng ta ở chỗ này chọn ra ba khối nguyên thạch, sau đó bắt đầu cắt đá. Kết quả cuối cùng, xem thử ai mở ra được phỉ thúy có tổng giá trị cao nhất thì coi như người đó thắng. Mà người thua không chỉ trả tiền cho người thắng, mà còn phải lấy phỉ thúy mình mở ra, chắp tay đưa cho người thắng. Thế nào, cậu có dám đánh cược với tôi không? nghe thấy những lời này sắc mặt lâm thanh nhã chợt thay đổi liếc mắt nhìn đại sư thôi lạnh băng nói đại sư thôi dù gì ông cũng là một đại sư đã lăn lộn trong giới cực ngọc này mấy chục năm rồi muốn so tài với tai mơ như chúng tôi không phải là khi dễ người quá đáng sao nói xong lâm thanh nhã vội vàng nhìn về phía diệp thu khuyên can diệp thu anh không cần để ý đến ông ta không sao cả diệp thu lắc đầu một cái sau đó nhìn về phía đại sư thôi, nhàn nhạt hỏi ông chắc chắn muốn đánh cược với tôi sao? Không hối hận đấy chứ? Ha ha ha, buồn cười thật, chỉ cần cậu dám tiếp, ông đây tuyệt đối sẽ không hối hận. Đại sư thôi ngửa đầu cười to đầy khinh bỉ, mặt đầy tự tin nói. Nếu đã như vậy, Diệp Thu hít mắt lại, khóe miệng cong lên một nụ cười bông đùa, đáp lần đánh cược này, tôi nhận. Diệp Thu, Lâm Thanh nhã trợn mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng nói anh hồ đồ rồi sao sao có thể đồng ý với ông ta cơ chứ cùng ông ta đánh cược chẳng phải nhất định sẽ thua sao ông ta cùng vương đặc nam chính là vì thua tiền nên trong lòng bất bình muốn tìm một người tiêu tiền như rác bẫy họ anh không những không tránh mà còn chủ động nhảy vào cái hố này sao đánh cược với một đại sư cực ngọc anh nghĩ gì thế hả lâm tổng tin tưởng anh diệp thu nhìn vào mắt lâm thanh nhã mỉm cười nói ở trong mắt anh, tràn đầy sự tự tin. Điều này không thể ngụy trang mà có được, mà là thật sự chân chính có. Điều này khiến cho Lâm Thanh Nhã thoáng sửng sốt, theo bản năng nói anh nắm chắc bao nhiêu. Nắm chắc bao nhiêu thì không dám nói, nhưng vận may của anh luôn rất tốt, tin tưởng anh. Diệp Thu cười đáp, nghe vậy. Lâm Thanh Nhã cao đôi mày thanh tú lại, ngay sau đó cũng hít một hơi thật sâu, quyết định nói, được, dù sao vừa rồi nếu không có anh, Tôi cũng đã phải chịu lỗ rồi. Vậy tôi liền theo anh đánh cược một lần nữa, nếu cần vốn mua đá quý, tôi chi ra cho anh. Anh cứ cố gắng chọn khối đá nào tốt nhất, bất kể bao nhiêu tiền tôi cũng mua cho anh. Không cần tốn nhiều tiền vậy đâu." Diệp Thu khoát tay, khẽ cười. Ngay sau đó, anh trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía đại sư Thôi kia, thản nhiên nói. "Chúng ta bắt đầu đi." "Ha ha ha, được lắm, đã như vậy, ông đây cũng sẽ không khách khí nữa." đại sư thôi ngửa đầu đắc ý cười to sau đó trực tiếp xoay người đi vào khu nguyên thạch cao cấp thấy vậy diệp thu lắc đầu cười một tiếng ngay sau đó cũng động thân tuy nhiên anh lại không tiến vào khu nguyên thạch cao cấp đầu tiên anh đi dạo một vòng quanh ba khu vực cao cấp trung cấp hạ cấp cuối cùng dứt khoát chọn đi vào trong khu phế thạch thấy vậy tất cả mọi người đều ngẩn ra tên nhóc này điên rồi sao đừng nói cậu ta định chọn đá trong khu phế thạch rồi sau đó so tài với đại sư thôi đấy chứ. Lại thật, thế này có khác gì trực tiếp nhận thua đâu cơ chứ. Cậu ta tự phụ thật đấy, thế mà lại cảm thấy trọn đá ở khu phế thạch có thể thắng nổi đại sư thôi. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bàn luận sôi nổi, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu tràn đầy châm chọc. Giống hệt như nhìn một tên bị bệnh thần kinh vậy. Nên biết rằng, đại sư thôi đang chọn đá ở khu nguyên thạch cao cấp. Vốn dĩ khu đá quý cao cấp đó, tỷ lệ mở ra phỉ thúy đặc biệt cao. Hơn nữa, bản thân đại sư thôi chính là một đại sư cực ngọc, bằng kinh nghiệm nhiều năm cùng kỹ thuật của mình, rất dễ dàng có thể lựa ra vài khối nguyên thạch tốt. Thế mà Diệp Thu lại đi vào khu phế thạch, chỗ đó nói trắng ra chính là để lừa bịp người ngoài nghề. Hay có thể nói, dứt khoát chính là để những người không biết gì tùy tiện chọn lựa chơi. Căn bản tất cả bên trong đó đều là phế thạch, trong 100 khối đá, chưa chắc có một khối có thể mở ra phỉ thúy được. Vốn liếng của Diệp Thu lại quá ít, không có kinh nghiệm cực ngọc, vẫn còn muốn chọn đá trong khu phế thạch. Thế này có khác gì trực tiếp nhận thua cơ chứ? Giống hệt như một tài xế tay mơ vừa mới lấy được bằng lái, tốn tiền tu bổ lại chiếc xe van. Sau đó muốn đua tốc độ cùng một tay đua xe nhà nghề lái xe thể thao vậy. Thậm chí không cần so tài, kết quả đã vô cùng rõ ràng. Người thua, nhất định là diệp thu chuyện này không cần phải suy đoán gì cả vương đặc nam nhìn thấy cảnh tượng này trong mắt hiện đầy sự khinh bỉ xem ra diệp thu nhất định là muốn tìm chỗ chết rồi cứ tiếp tục thế này một triệu tệ của anh ta không chỉ có thể kiếm về được lại mà nói không chừng còn có thể kiếm được một món hời khác từ diệp thu cùng lâm thanh nhã nữa ấy chứ nghĩ đến đây vương đặc nam liền hưng phấn đến cực điểm cứ như thế dưới ánh mắt xem thường của mọi người diệp thu không nhanh không chậm lang thang trong khu phế thạch tìm kiếm mục tiêu của mình có lẽ ở trong mắt người khác khu phế thạch chính là nơi chứa rác rưởi nhưng đối với anh thì không phải như vậy khu phế thạch cũng có chỗ tốt của khu phế thạch bởi vì trong này nhất định sẽ có chứa một ít đá phỉ thúy thượng đẳng nhưng bởi vì tướng mạo xấu xí nên bị ném ở nơi này coi thành phế thạch mà diệp thu đang tìm loại đá đó có lẽ đối với người khác mà nói, đây là một chuyện tương đối khó khăn. Nhưng với Diệp Thu thì hoàn toàn không phải như vậy. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của Diệp Thu lập tức bị một khối đá nằm trong góc hấp dẫn. Chính xác mà nói, cái này không thể gọi là khối đá, mà có thể gọi là tảng đá cũng được. Kích thước của nó ước chừng cao bằng một người, nặng vào trăm cân. Toàn thân đen xì, không có đường vân. Nếu bỏ ngoài đường, đoán chừng cũng không có mấy người muốn chạm vào nữa là nhưng mà diệp thu cẩn thận nhìn chằm chằm khối đá lớn này một lúc ánh sáng trong mắt chợt lóe lên chính là nó số lượng phỉ thúy bên trong đủ để tất cả mọi người trong hội trường này phải khiếp sợ diệp thu trực tiếp vẫy tay với mấy nhân viên bên cạnh tìm cho nó một chiếc xe đẩy bắt đầu di chuyển ra mà mọi người ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng này liền sửng sốt đến ngây người mọi người nhìn xem tên nhãi kia chọn khối đá gì thế kia ôi mẹ ơi tảng đá lớn như vậy à cậu ta không phải là cảm thấy đá càng lớn bên trong phỉ thúy càng nhiều đấy chứ ha 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 đúng là thích chọc cười mà đây là lần đầu tiên tôi gặp chuyện hài hước như vậy đấy thật là ngu ngốc xem ra lần này đại sư thôi chắc chắn sẽ kiếm được món hời lớn rồi trong lúc nhất thời mọi người vây xem cười sặc sụa mà lâm thanh nhã nhìn thấy cảnh tượng này gương mặt cũng tối sầm lại, im lặng một cách đáng sợ. Cô vốn nghe Diệp Thu nói không cần quá nhiều tiền, còn tưởng rằng Diệp Thu muốn xài tiết kiệm một chút, cố gắng lấy khối đá nào đó có giá trị tương đối thấp để thắng. Nhưng bây giờ xem ra, Diệp Thu lại muốn nhặt rác rưởi ở trong khu phế thạch. Đúng là, ở trong khu phế thạch chọn đá, không tốn mấy đồng tiền. Chương 463, có phải cậu có hiểu lầm gì với chuyện cực ngọc này không? diệp thu còn đang chỉ huy nhân viên hỗ trợ di chuyển đá mặc dù các nhân viên biết rõ đây chỉ là một khối phế thạch nhưng nếu có người sẵn lòng bỏ tiền ra mua thứ bỏ đi này vậy bọn họ có gì để mà nói chứ đương nhiên là hỗ trợ mang ra thôi dù sao bán được rồi cũng có thể giúp bọn họ tăng thành tích mà các anh cẩn thận một chút tảng đá kia của tôi bên trong có thứ tốt đấy diệp thu nhìn những nhân viên đang bê tảng đá kia ra nhắc nhở Nghe thấy vậy, những nhân viên kia đầu đầy vạch đen. Tốt cái bùa ấy, đây chính là một khối phế thạch mà. Ngoại trừ lớn một chút, tương đối chiếm chỗ ra, thì ngay cả chút giá trị cũng không có. Nhưng dĩ nhiên, khách hàng là thượng đế. Bọn họ tất nhiên sẽ không nói gì cả, chỉ gật đầu cười, tận lực giúp Diệp Thu mang cục đá mấy trăm ký này bỏ vào xe đẩy. Mấy đại ca cực khổ rồi. Diệp Thu nhìn những nhân viên bê đá đầu đầy mồ hôi, Tết miệng cười nói: "Không cực khổ, không cực khổ." Trong đó có một nhân viên bất chợt lắc đầu, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ nói: "Anh vui vẻ là được rồi, nhưng mà nói để anh phòng trước. Khối đá này có ưu điểm là khá lớn, để ở đây mấy năm rồi cũng không có người tới mua. Bây giờ anh lại mua nó, nếu lát nữa mở ra không có gì, anh cũng đừng nghĩ không thông nhé." Hắc hắc. "Không lỗ đâu." Diệp Thu cười nhạt đáp. "Nghe vậy, những nhân viên kia cũng không nói thêm gì nữa rối rít xoay người rời đi diệp thu cười một tiếng sau đó chuẩn bị tìm hai khối đá khác cho đủ số lượng diệp thu mà ngay lúc này lâm thanh nhã đi vào trong khu phế thạch lâm tổng sao em cũng tới đây vậy diệp thu tết miệng cười nói anh đang làm gì vậy lâm thanh nhã lạnh như băng hỏi chọn đá đấy diệp thu nhún vai cười nói chọn đá sao tôi thấy anh nhặt rác thì đúng hơn anh nên nhớ bây giờ anh đang đánh cược với đại sư thôi đấy anh phải chọn đá có thể mở ra phỉ thúy chứ không phải đá để xây nhà lớn thế này có lợi gì chứ lâm thanh nhã liếc mắt nhìn tảng đá lớn trên xe đẩy của diệp thu vừa tức vừa bất đắc dĩ nói anh biết mà diệp thu gật đầu đáp anh biết anh biết mà còn chọn đá như vậy sao một chút dễ nhìn cũng không có trông nó giống như có thể mở ra phỉ thúy được sao Lâm Thanh Nhã không vui nói. Lâm Tổng à, đá đẹp mắt thì nhất định có thể mở ra phỉ thúy à. Nếu nói như vậy, hai khối đá mới vừa rồi trông tốt thế, đường vân rõ ràng, toàn thân lộ ra ánh xanh, cuối cùng kết quả thế nào? Không phải Vương Tổng kia bây giờ đang hối hận đến xanh ruột sao? Diệp Thu Tết miệng cười nói. Nghe vậy, Lâm Thanh Nhã cũng không nhịn được mà hé môi cười một tiếng. Chuyện này cô càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười rõ ràng hai khối đá đó là do cô chọn nếu như không phải nhờ vương đặc nam cướp mua vậy thì kết quả ngược lại là cô xui xẻo rồi suy nghĩ một lúc thì thấy cũng có lý sau đó cô bèn nhìn diệp thu nói đúng rồi anh còn chưa nói cho tôi biết sao anh biết hai khối đá kia chắc chắn sẽ lỗ vốn vậy trực giác đấy không riêng gì phụ nữ bọn em mới có trực giác đàn ông của chúng ta cũng có trực giác hơn nữa trực giác của anh vẫn luôn rất chính xác chép mới luôn có tại thăng trăm trở uê vn thăng. Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, cười nói. Thôi bớt đi, anh nhiều lắm cũng chỉ may mắn được một lần, sao có thể có lần thứ hai cơ chứ? Anh vẫn nên thận trọng một tí, tôi đã nói với anh rồi, tiền mua đá tôi sẽ trả, anh vẫn nên đến khu nguyên thạch cao cấp chọn đi. Đừng lấy tảng đá này nữa. Lâm Thanh nhã liếc nhìn Diệp Thu, khuyên nhủ. Lâm Tổng, tin tưởng tôi. Diệp Thu nhìn vào mắt Lâm Thanh Nhã, đột nhiên cực kỳ nghiêm túc nói. Lâm Thanh Nhã cũng sướng sờ theo, ngay sau đó đành bất đắc dĩ lắc đầu nói, được rồi, vậy cứ theo anh đi, anh đã giúp tôi thành công tránh khỏi lỗ vốn một lần, cho nên lần này dù anh có thua cuộc, tôi cũng sẽ không trách móc gì anh đâu. Nói xong, Lâm Thanh Nhã trực tiếp xoay người rời khỏi khu phế thạch, hiển nhiên là không định xen vào nữa. Diệp Thu khẽ mỉm cười, sau đó đẩy xe đẩy nhỏ, cũng định rời đi bởi vì có một tảng đá lớn như thế này là đã đủ rồi tuy nhiên lúc đi ra khỏi khu phế thạch diệp thu lại tiện tay lượm thêm hai khối phế thạch nhỏ nữa mà cái này hoàn toàn là dùng để cho đủ số lượng nếu không anh ở khu phế thạch chọn ba khối đá bên trong đều có phỉ thúy cả vậy chẳng phải là hù chết mọi người đang sống ở đây sao thêm vào đó lâm thanh nhã nhất định cũng sẽ sinh nghi cho nên vẫn cần phải khiêm tốn ngụy trang một chút vậy bỏ đá vào trong xe diệp thu liền đẩy xe đẩy nhỏ trở về khu cắt đá mà đại sư thôi cũng đã sớm chọn xong đá tốt chờ ở nơi này trên mặt ông ta đầy sự tự tin cùng ngạo mạn giống như thắng lợi đã thuộc về ông ta rồi vậy sau khi nhìn thấy ba khối đá của diệp thu nhất là khối đá lớn nặng mấy trăm ký kia ông ta nhất thời không nhịn được mà cười trào phúng ha 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 Nhóc con, có phải cậu có hiểu lầm gì với chuyện cực ngọc này không vậy? Cậu chọn một tảng đá lớn thế này là định hù chết tôi đấy à? Đại sư thôi đứng tại chỗ phá lên cười diễu cợt, đến nỗi răng giả cũng sắp sửa bay ra ngoài. Ôi chào mẹ ơi, Diệp Thu à, cậu thật sự muốn tôi cười chết đấy à? Thứ đồ này nếu có thể mở ra được phỉ thúy, vậy thì để tôi cởi chuồng chạy tại chỗ tôi cũng sẵn lòng đấy. Đúng là buồn cười quá. Vương Đặc Nam cũng cười to hồ theo. Còn lại mọi người vây xem, vào giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía Diệp Thu không khỏi tràn đầy châm chọc. Bởi vì ba tảng đá mà Diệp Thu chọn, thật sự quá sức ngốc nghếch. Thật đúng là không có so sánh thì không có tổn thương mà. Nhìn xem, nguyên thạch của đại sư thôi toàn thân đều ánh xanh. Đường vân so với một người còn rõ hơn ấy chứ, nhìn là thấy có thể mở ra phỉ thúy lớn rồi. Đúng vậy, đại sư thôi thật không hổ là chuyên nghiệp. Nhìn lại thứ tên nhóc kia chọn kia, ôi chao ngoại trừ cái lớn ra chứ còn nhét vào hố xí tôi cũng ngại nó chiếm chỗ ấy chứ phần thắng đã định rồi tôi dám cam đoan đại sư thôi thắng chắc không thắng tôi ăn phân trong lúc nhất thời mọi người đều bàn luận sôi nổi nghe thấy những âm thanh nghị luận này nụ cười đắc ý trên mặt đại sư thôi kia nhất thời càng tăng lên ông ta nhìn diệp thu mặt đầy phách lối nói nhóc con đừng nói tôi không cho cậu cơ hội nếu như bây giờ cậu nguyện ý nhận thua hơn nữa còn nói xin lỗi với chúng tôi chỉ cần bồi thường một triệu vừa rồi cho vương tổng vậy thì chuyện hôm nay chúng ta kết thúc ở đây tiết kiệm thời gian bớt chứ đợi lát nữa cậu càng mất mặt hơn đấy hơn nửa còn phải trả cái giá cực đắt cậu nói xem cậu cần gì phải làm vậy đúng chứ tuy nhiên diệp thu giống như không nghe thấy lời của đại sư thôi nói vậy trực tiếp vẫy tay nói với nhân viên phụ trách thu ngân ở cách đó không xa nói tính tiền. chương 464, giá trị lên đến 80 triệu nhân dân tệ. Đây không phải là thẻ ngân hàng cá nhân của Vương Đặc Nam, mà là tài khoản công của công ty Long Phương dùng để mua bán kinh doanh. Có thể nói rằng, tiền trong này đều là tiền của công ty, mà bản thân anh ta là phó tổng của công ty, nắm chữ quyền tài chính, đương nhiên có thể sử dụng số tiền trong này. Tuy nhiên, nếu anh ta dùng tiền này để đi tìm lợi nhuận cho công ty, vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì cả bây giờ anh ta dùng tiền này để cược ngọc vậy cũng xem như là tự mình dùng tiền thuế của dân rồi một khi bị công ty phát hiện ra vậy thì anh ta nhất định phải ngồi tù tuy nhiên việc đã đến nước này anh ta cũng không quản được nhiều như vậy tiền của anh ta mới vừa rồi mua hai tảng đá kia đã cạn hết sạch rồi nếu muốn gỡ gạc thì chỉ có thể dùng tiền của công ty mà thôi đến lúc đó thắng lại bù vào là được rồi thần không biết quỷ không hay thêm vào đó anh ta thấy lần này đại sư thôi thắng chắc dù sao thứ mà diệp thu chọn đều là những khối đá bỏ đi nếu có thể mở được phỉ thúy đó mới thật sự là gặp quỷ đấy rất nhanh hai bên đều đã đến lúc phải thanh toán ba khối nguyên thạch của đại sư thôi bởi vì đều chọn từ khu nguyên thạch cao cấp cho nên giá cả đắt đến dọa người ba khối cộng lại ước chừng 28 triệu nhân dân tệ. Nếu so sánh thì giá cả của Diệp Thu mộc mạc hơn rất nhiều. Đá ở khu phế thạch bán theo cân nặng. Trừ khối đá lớn kia, khoảng chừng 10.000 tệ. Hai khối phế thạch còn lại cộng vào mới chỉ 200 tệ. Cái này cùng với 28 triệu tệ của đại sư thôi, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Mọi người nhìn về phía Diệp Thu với ánh mắt tràn ngập sự xem thường, càng lúc càng đông đảo. Thế nào, chúng ta bắt đầu chứ nhỉ? Ai cắt trước đây? Đại sư Thôi nhìn Diệp Thu, cười lạnh hỏi: "Ông cắt trước đi." Diệp Thu khoát tay, nhàn nhạt nói: "Ha ha ha, được thôi, ông đây cũng sẽ không khách khí làm gì. Mở to mắt mà xem cho ông đây, thế nào mới thật sự là bản lĩnh cực ngọc nhé." Đại sư Thôi ngửa đầu cười to đắc ý, sau đó trực tiếp đưa ba khối nguyên thạch của mình cho thợ cắt đá. "Cắt khối nào trước ạ?" À? Thợ cắt đá thận trọng đem bảy ba khối đá quý kia ra. Sau đó ngẩng đầu nhìn đại sư, hỏi: "Cái này đi." Đại sư thôi chỉ vào một khối trong đó. Thở cắt đá gật đầu, hít một hơi thật sâu, trên mặt hiện đầy vẻ nghiêm túc. Dù sao bản thân của những khối đá này đã vô cùng đắt tiền rồi, rất có thể sẽ mở ra phỉ thúy lớn. Anh ta phải cẩn thận cắt mới được. Cũng may là anh ta đã xử lý cắt đá nhiều năm, ngược lại giờ phút này cũng không khẩn trương lắm. Tất cả đều đã được chuẩn bị ổn thỏa. Thợ cắt đá trực tiếp điều khiển máy cắt, cắt khối nguyên thạch đầu tiên. Xác xác, lưỡi đao của máy cắt chạm vào khối đá. Một đầu của khối nguyên thạch bị cắt xuống. Mọi người vội vàng nhìn chăm chú. Nhìn một cái, tất cả mọi người đều lập tức cảm thấy khiếp sợ. Bởi vì, ngay vị trí vết cắt kia đã lộ ra một mảng lớn màu xanh lá cây. Hiển nhiên đây là mở ra phỉ thúy rồi. Trời ơi, không hổ là đại sư cực ngọc. Khối nguyên thạch đầu tiên đã trực tiếp mở được phỉ thúy rồi. Giỏi lắm, đại sư thôi quả nhiên danh bất hư truyền. Trong lúc nhất thời, mọi người đều hết sức kinh hãi. Mà nghị luận bàn tán trong tiếng kinh hãi đó. Thở cắt đá tiếp tục cắt. Chỉ chốc lát sau, phỉ thúy bên trong khối nguyên thạch đầu tiên đã hoàn toàn được cắt ra. Hơn nữa, xem ra phẩm chất cũng không tệ lắm. Bước đầu định giá khoảng chừng 30 triệu nhân dân tệ trực tiếp vượt qua số tiền mua cả ba khối nguyên thạch này rồi. Nói cách khác, hai khối kế tiếp, dù mở ra cái gì đi nữa, thì lần này cũng đều không thể lỗ vốn được. Nếu còn có thể mở ra thêm một khối đá có phỉ thúy, vậy tuyệt đối là lời to rồi. Điều này làm cho tất cả mọi người ở đây đều dùng ánh mắt hâm mộ cùng khâm phục nhìn về phía đại sư thôi. Ha ha ha, đại sư thôi châu bỏ quá. Vương Đặc Nam ở tại chỗ phá lên cười to, biểu tình u ám trên mặt như được quét sạch. Vương Tổng, thế nào? Tôi đã nói rồi, tôi không chỉ giúp anh thu hồi lại một triệu nhân dân tệ kia, mà còn có thể giúp anh kiếm món hời khủng nữa. Khóe miệng đại sư thôi hơi cong lên, vênh vang đắc y nói. Đúng đúng đúng, đại sư thôi, mới vừa rồi là thái độ của tôi không tốt. Xin hãy thứ lỗi nhé, ông ngàn vạn lần đừng chấp nhặt gì tôi cả. Vương Đặc Nam vội vàng gật đầu, mặt đầy áy náy nói bây giờ anh cũng không dám có bất kỳ bất mãn gì với đại sư thôi nữa. Ngược lại, anh ta còn phải ôm chặt bắp đùi đại sư thôi ấy chứ. Đây chính là một cái cây lắc ra tiền cơ mà, phải cung phụng. Không sao cả. Đại sư thôi khoát tay, sau đó liếc mắt nhìn Diệp Thu một cái, muốn thấy một chút biểu cảm kinh ngạc hoặc hối hận gì đó từ trên mặt của Diệp Thu. Nhưng mà, giờ khắc này, trên mặt Diệp Thu vẫn không có cảm xúc gì, hoàn toàn im hơi lặng tiếng. Điều này làm cho sắc mặt của đại sư thôi nhất thời trầm xuống, hư lạnh một tiếng, cắn răng nói, hư, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. suốt lời, ông ta trực tiếp nhìn về phía thợ cắt đá, nói tiếp tục cắt đi, tôi muốn cho tên nhãi này thua tâm phục khẩu phục. Thợ cắt đá gật đầu, cầm khối nguyên thạch thứ hai lên, bắt đầu cắt. Âm thanh cắt đá lại vang lên. Khối nguyên thạch thứ hai bị thợ cắt đá cắt ra. Ai nấy cũng đều sợ ngây người thêm một lần nữa. Bởi vì bên trong khối nguyên thạch này cũng có phỉ thúy, hơn nữa còn là loại hiếm thấy. Bước đầu đầy giá, ít nhất là 50 triệu nhân dân tệ. Thêm cái trước 30 triệu nữa. Vậy ước chừng cũng đã là 80 triệu rồi. Hơi to rồi, nếu khối thứ ba lại mở ra phỉ thúy nữa, vậy chẳng phải là hơn trăm triệu rồi sao? Nghĩ đến đây, hô hấp của mọi người nhất thời cũng trở nên rồn rập. Vào giờ khắc này gần như không còn ai để ý đến cuộc đánh cực ngọc giữa Diệp Thu cùng Đại sư Thôi nữa rồi. Bởi vì thế cục đã tương đối rõ ràng. Đại sư Thôi bên này mới vừa mở ra hai khối nguyên thạch mà tổng giá trị đã lên đến 80 triệu. Còn Diệp Thu bên kia lại là ba khối đá nát. Làm sao có thể so với Đại sư Thôi bây giờ? Cho nên, tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thu chắc chắn sẽ thua rồi. Chuyện bây giờ bọn họ cảm thấy hứng thú hơn là kết cục của khối nguyên thạch thứ ba mà đại sư thôi chọn có thể mở ra được phỉ thúy hay không, đem tổng giá trị nâng lên tới hơn trăm triệu nhân dân tệ. Đây mới là điểm chính bọn họ chú ý. Thở cắt đá hít một hơi thật sâu. Nói thật, đã lâu anh ta không cắt ra được phỉ thúy có giá trị cao như vậy, trong lòng không tránh khỏi có chút kích động. Lau mồ hôi trên trán vuốt mặt, thở cắt đá bắt đầu mổ khối đá thứ ba. Tuy nhiên, tiếng máy cắt lại vang lên cõi lòng vốn tràn đầy mong đợi của mọi người lập tức trở nên mất mát. Tèo rồi, khối đá này tèo. Ai chà, có hơi đáng tiếc, thiếu chút nữa có thể nâng giá trị lên trăm triệu rồi. Tuy nhiên cũng không tệ, bỏ đi giá vốn, có thể kiếm được thêm 50 triệu. Cho dù khối thứ ba không có gì, thì cũng đã lời to rồi. Mọi người dối rít thở dài nói, chương 465, phỉ thúy đế vương dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người. Vẻ mặt của đại sư thôi đầy đắc ý đi tới trước mặt Diệp Thu, nhìn anh khoe khoang nói, nhóc con, nhìn thấy chưa hả? Đây mới là thực lực vốn có của đại sư đây, 80 triệu nhân dân tệ đấy, cậu cảm thấy còn cần thiết so tài tiếp nữa sao? Cậu chắc chắn thua rồi, vẫn nên ngoan ngoãn nhận thua đi. Phải không? Sợ rằng không thấy được ấy chứ. Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, mặt đầy vẻ bông đùa nói. Ôi chao, cậu hẳn sẽ không nghĩ rằng với ba khối rác nhặt được từ trong khu phế thạch kia của mình, có thể mở ra được phỉ thúy hơn trăm triệu, sau đó vượt qua mặt tôi đấy chứ hả? Nếu chuyện đó thành sự thật, không bằng tôi sẽ đập đầu tự tử ở chỗ này. Đại sư thôi cười lạnh một tiếng, mặt đầy khinh miệt nói. Nhóc con, tôi nhắc lại lời lúc nãy, hôm nay nếu cậu có thể thắng được, tôi ở tại chỗ này cởi chuồng chạy quanh cho mà xem. Vương Đặc Nam mặt đầy khinh bỉ nói. Ôi chao, loại thời điểm này thì nên dứt khoát nhận thua cho rồi. Thua bởi một đại sư cực ngọc có gì mất mặt đâu chứ. Đúng vậy, biết rõ chuyện là không thể được rồi mà vẫn còn nhất định kiên trì như thế. Thế này không phải là lãng phí thời gian à. Không mong mỏi gì, ba khối đá kia của cậu ta có thể mở ra được phỉ thúy trị giá một nghìn nhân dân tệ thôi thì tôi sẽ trồng cây chuối ngay tại chỗ này. Tất cả mọi người đều lắc đầu, trên mặt hiện đầy sự khinh miệt cùng xem thường. Hiển nhiên, vào giờ phút này, không có ai coi trọng Diệp Thu cả. Cho dù là lâm thanh nhã cũng vậy, hai hàng lông màu của cô nhíu thật chặt lại, sắc mặt tương đối khó coi. Đại sư thôi mở ra phỉ thúy trị giá 80 triệu nhân dân tệ, khiến cho áp lực của cô quá lớn. Cô thật sự không thể nào tưởng tượng nổi, Diệp Thu có thể xoay chuyển tình thế như thế nào. Dưới ánh mắt coi thường của mọi người, Diệp Thu đẩy xe đẩy tới trước mặt thợ cắt đá, nói anh trai, bắt đầu cắt của tôi chứ cái này của cậu, hay là thôi đi. Thở cắt đá nhíu mày một cái, khuyên nhủ. Dù sao anh ta đã cắt đá nhiều năm như vậy, cũng có một số kinh nghiệm nhất định. Ba khối đá này của Diệp Thu, dù thế nào cũng không thể mở ra phỉ thúy được, có thể nói nó hoàn toàn là phế thạch. Thật sự không cần cắt ra làm gì, vẫn còn thời gian để vãn hồi cơ mà. Làm sao có thể thôi được, tôi vẫn đang cùng người ta đánh cược cơ mà, hơn nữa, tôi cũng đã trả tiền rồi diệp thu kiên chỉ nói nghe thấy vậy vẻ mặt thợ cắt đá kia cũng đầy bất đắc dĩ không còn cách nào khác cho dù là đá nát đi nữa chỉ cần diệp thu đã trả tiền thì đó chính là thượng đế anh ta đương nhiên có nghĩa vụ cắt đá giúp diệp thu cắt khối nào trước thợ cắt đá nhìn diệp thu có hơi không nhịn được hỏi thứ hai đi trước mắt diệp thu đem hai khối đá lấy cho đủ số lượng kia đưa cho thợ cắt đá thợ cắt đá chỉ có thể vô cùng không tình nguyện mở máy ra bắt đầu cắt đá ong 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 một khối đá bị cắt ra bên trong không có gì cả sau đó thợ cắt đá lại cắt khối thứ hai vẫn không có gì cả ha 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 nhóc con à đầu hàng đi hai khối liên tiếp đều là phế thạch cậu còn không nhận thua sao thấy vậy đại sư thôi đứng ngay tại chỗ cười to đầy diễu cợt mà ánh mắt mọi người nhìn về phía diệp thu càng lúc càng nhiều sự khinh bỉ đối với lần này diệp thu hoàn toàn không để vào mắt mình chỉ đưa tay vỗ khối đá lớn trăm cân kia nhìn thợ cắt đá nói anh trai cắt cái này đi cái này cũng cần phải cắt nữa sao thợ cắt đá hơi im lặng nói mới vừa rồi hai khối đá kia dù gì cũng xem như có dáng vẻ của nguyên thạch có phỉ thúy nhưng khối này thì sao chứ đá quý khổng lồ đấy à anh ta thật sự không muốn lãng phí thời gian vào nó nữa. Còn không đủ tiền để đền bù cái máy cắt bị hỏng của anh ta đâu. Sao lại nói không cần chứ, lỡ như ra phỉ thúy lớn thì sao? Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, cười nói. Mọi người nghe thấy những lời này, lập tức xôn xao khịt mũi xem thường. Nhóc con, tôi thấy cậu nghèo đến điên rồi đấy. Một tảng đá mà cũng có thể mở ra phỉ thúy lớn được sao? Đúng vậy, đúng vậy, cậu nên về nhà mà mơ giữa ban ngày đi. Xong rồi, tên nhãi này chắc chắn là bị điên rồi. Nhất định là sau khi nhìn thấy đại sư thôi mở ra được phỉ thúy đáng tiền nên bị kích thích đây mà. Nhưng mà, đối với sự diếu cợt của mọi người, Diệp Thu vẫn xem như không khí. Anh nhìn thợ cắt đá, cười nói, anh trai à, làm phiền giúp một tay đi, ba nhát thôi, nếu ba nhát không ra phỉ thúy, thì anh trực tiếp dừng lại. Vậy thì ba đau, đây chính là anh nói đấy nhé. Thợ cắt đá cũng không thể từ chối yêu cầu của Diệp Thu được, chỉ có thể xách máy cắt đứng lên. Dù sao khối đá này ước chừng cũng bằng chiều cao của một người, không thể nào để lên bàn cắt được cả. Phải cần người cầm máy cắt trực tiếp lên đá. Có thể nói là vô cùng tốn thời gian cùng sức lực. Đây cũng là nguyên nhân mà anh trai cắt đá không mấy tình nguyện. Bắt đầu từ đâu đây? Thợ cắt đá nhìn Diệp Thu hỏi. Chỗ này đi. Diệp Thu vỗ vào đỉnh chóp nhọn của máy cắt đá. Thợ cắt đá không nhiều lời nữa, trực tiếp cắt một đao từ trên đỉnh nhọn của khối đá lớn kia xuống. Cắt một nhát đao dài từ trên tảng đá xuống. Nhưng mà, bên trong vẫn là đá, lại không hề thấy phỉ thúy nào cả. Thấy vậy, Diệp Thu ngược lại cũng không hoảng, nhàn nhạt nói tiếp tục cắt xuống nữa. Thợ cắt đá chỉ có thể đặt đao lên tảng đá lớn, cắt thêm một đoạn nữa. Một đao này, vẫn không thấy phỉ thúy, bên trong tất cả đều là đá. Một đao cuối cùng, song nhát này dù có nói gì tôi cũng không cắt nữa đâu. Thở cắt đá nói, sau đó lại cắt thêm một nhát lớn, rồi chuẩn bị trực tiếp tắt máy đi. Ồ, nhưng ngay tại lúc này, những người có mặt ở đây lại phát ra một tiếng kêu đầy kinh ngạc. Bởi vì, hình như bọn họ nhìn thấy nơi vị trí vết cắt của tảng đá lớn kia, có một màu xanh lá cây hiện ra. Thở cắt đá nghe thấy vậy, Ben theo bản năng quay đầu lại nhìn, sau đó cả người lập tức sửng sốt một thoáng. Anh ta vội vàng tìm nước tới rửa bột đá nơi vết cắt kia. Khoảnh khắc đó, một mảng lớn màu xanh lá cây hiện ra ngay trước mặt mọi người. Hơn nữa lọ ai xanh lá cây này, cùng với màu sắc phỉ thúy của đại sư thôi lúc nãy, không giống nhau lắm. Loại xanh này là đặc biệt xanh. Rất xanh, vô cùng xanh, loại xanh tinh khiết đó, nhìn như muốn chuẩn bị nhỏ giọt ra vậy cực kỳ xinh đẹp, trong lúc nhất thời. Mọi người ở đây đều khiếp sợ. Cái này, cái này chẳng lẽ là phỉ thúy đế vương sao? Một ông cụ run rẩy cả người, mặt đầy hoảng sợ nói. Ông ta tương đối yêu thích các món đồ bằng ngọc, hơn nữa bản thân cũng kinh doanh ngọc. Đối với các chủng loại ngọc, đá quý vô cùng quen thuộc. Cho nên khi thấy một vết cắt lớn màu xanh lá cây kia, lập tức nhận ra được ngay. Đó chính là phỉ thúy trong vương giả, Loại phỉ thúy đắt tiền nhất, phỉ thúy đế vương. Cái gì? Phỉ thúy đế vương sao? Ông trời của tôi ơi, giàu rồi, hoàn toàn giàu rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong hội trường đều nhảy cẫng cả lên. Dù sao bọn họ cũng thường xuyên ra vào phòng giao dịch cực ngọc này, hoặc là chính bản thân buôn bán ngọc. Đương nhiên biết rằng mức độ quý hiếm của phỉ thúy đế vương. Đây chính là một loại phỉ thúy cực phẩm vô cùng hiếm thấy có thể nói phỉ thúy trong vương giả này, giá cả cũng thuộc loại đắt tiền nhất trong các loại phỉ thúy. Một miếng nhỏ phỉ thúy đế vương này thôi là đã có thể bán ra thị trường rồi. Trong này có thể là một khối lớn phỉ thúy đế vương đấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 466, tôi đặc biệt khó khăn đấy. Nghe những lời vương đặc nam nói, mọi người ở hội trường nhất thời cũng trở nên bình tĩnh lại. Đúng là cực ngọc không thể chỉ nhìn vào bề ngoài được. Có lúc nhìn bên ngoài là phỉ thúy xanh biếc, nhưng rất có thể chỉ có một tầng mỏng mà thôi. Nếu thật sự là như vậy, cho dù là phỉ thúy đế vương, cũng không đáng mấy đồng tiền. Người anh em à, đừng cắt tiếp làm gì. Một người đàn ông trung niên trên cổ đeo dây chuyền bằng vàng đi tới trước mặt Diệp Thu, nhìn Diệp Thu thương lượng nói, bán khối đá này cho tôi đi, tôi ra giá 500.000 nhân dân tệ. Đừng cắt nữa, nếu lỡ như bên trong chỉ có một lớp phỉ thúy như thế này thôi, vậy thì coi như không đáng giá bao nhiêu rồi. 500.000, sao cậu không đi ăn cướp luôn đi? Một ông cụ khác liếc nhìn người đàn ông trung niên kia, sau đó nhìn Diệp Thu, thương lượng nói, tôi ra giá 2 triệu, bán cho tôi đi. Chuyện đề cử cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc. Tôi ra giá 5 triệu, 8 triệu. Trong lúc nhất thời, không ít người xôn xao đấu giá ngay tại chỗ mà những người này phần lớn đều là những ông chủ chuyên kinh doanh ngọc cùng đá quý khối đá lớn này tuy chưa cắt ra hết có lẽ đối với những người khác là vô dụng nhưng đối với bọn họ lại có thể trọng dụng được mua về đặt trong tiệm cũng là một thủ đoạn bịp bờm có thể hấp dẫn khách hàng dù sao cũng chưa cắt hết khối đá đó cũng không ai biết phía dưới là đá hay là cái gì khác đến lúc đó cứ nói ở bên trong tất cả đều là phỉ thúy đế vương cực kỳ có giá trị Thế chẳng phải sẽ hấp dẫn được rất nhiều người sao? Cho nên, chỉ trong chốc lát, âm thanh đấu giá lập tức được nâng lên đến hơn 10 triệu nhân dân tệ. Nếu là người bình thường, nhất định sẽ không nhịn được mà trực tiếp bán đi. Nhưng trong lòng Diệp Thu lại hiểu rõ, anh không phản ứng lại trước những mức giá của các ông chủ kia, mà trực tiếp nhìn thợ cắt đá, nói tiếp tục cắt đi. Tiếp tục sao? Anh chắc chắn. Thợ cắt đá mặt đầy vẻ không tin tưởng nhìn Diệp Thu hỏi bởi vì nếu tiếp tục cắt xuống sẽ rất nguy hiểm, ngược lại cứ như bây giờ, bán đi sẽ được khoảng 10 triệu, kiếm được thêm một khoản nữa. Nếu một đao nữa xuống phía dưới đều là đá. Vậy thì ngay cả 10 triệu này cũng sẽ mất trắng. Tuy nhiên, Diệp Thu vẫn cực kỳ kiên định nói, chắc chắn, tiếp tục đi. Thở cắt đá cũng không hỏi nhiều nữa, trực tiếp mở máy cắt lên, tiếp tục cắt đá. Sau khi biết bên trong có phỉ thúy đế vương, thái độ của anh ta cũng trở nên nghiêm túc hẳn thợ cắt đá lại tiếp tục cắt xuống khối đá. Một khối phỉ thúy lớn to khoảng chừng một đầu người hiện ra ngay trước mắt mọi người. Trong khoảnh khắc đó, toàn hội trường hoàn toàn rơi vào yên tĩnh. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào khối phỉ thúy đế vương kia, ánh mắt nóng bỏng, điên cuồng nuốt nước bọt. Nên biết rằng, đây chính là phỉ thúy đế vương đấy, hơn nữa còn lớn bằng cả một đầu người như vậy. Ông ánh thuần khiết, phỉ thúy trong suốt. Nếu mang ra ngoài thị trường, ít nhất cũng phải hơn trăm triệu hơn nữa đây là giá tối thiểu ấy chứ nếu chế biến thành các loại đồ trang sức khác có khi còn nhiều hơn có thể nói là cực kỳ quý báu trước đó ai cũng không nghĩ tới tên nhóc diệp thu này trông cái gì cũng không hiểu thế mà lại có thể từ trong khu phế thạch đào ra được phỉ thúy đế vương chuyện này làm cho ánh mắt không ít người nhất thời đều ửng đỏ đừng hỏi có bao nhiêu hâm mộ cùng ghen tị đây chính là tài sản trăm triệu đấy mặc dù ở đây có không ít người làm ăn kinh doanh. Nhưng bọn họ bình thường đều phải làm việc chết bỏ, một năm đến cuối kiếm được 18 triệu cũng đã vô cùng tài giỏi rồi. Có người thậm chí còn bị thua lỗ nữa cơ. Tuy nhiên Diệp Thu lại cứ như vậy, trong chốc lát mà đã trực tiếp kiếm được 100 triệu. Hơn nữa giá vốn, cũng chỉ dùng có 10.000 nhân dân tệ mà thôi. Đây là đạp phải bao nhiêu cứt chó, mới có thể có được vận may như vậy. Ai có thể không hâm mộ ai có thể không ghen tị được cơ chứ? Nếu không phải cướp giật là phạm pháp. Bây giờ bọn họ hận không thể xông lên cướp khối phỉ thúy đế vương kia đi nữa ấy chứ. Điều này thật sự quá là khinh người mà. Tuy nhiên, so với sự hâm mộ cùng ghen tị của mọi người, Đại sư Thôi cùng Vương Đặc Nam lại trực tiếp ngu người. Vốn dĩ Đại sư Thôi bên này đã mở ra được phỉ thúy trị giá 80 triệu. Hai người cho rằng lần đánh cược này đã nắm chắc phần thắng không riêng gì hai người bọn họ, mà tất cả mọi người ở chỗ này đều cho là như vậy. Nhưng mà bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Thu lại có thể làm được điều này, huống chi còn ở trong khu phế thạch trọn đá, mà lại mở ra phỉ thúy đế vương. Hơn nữa còn là khối đá lớn như vậy. Chuyện này làm cho đại sư thôi cùng vương đặc nam nhất thời có một loại cảm giác chết giữa chiến trường. Còn có thể xảy ra chuyện như thế được sao? Còn có thể không theo lẽ thường vậy à? mẹ kiếp đúng là có độc mà. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ liền muốn khóc đến nơi. Diệp Thu nhìn về phía đại sư thôi, khóe miệng cong lên một nụ cười bông đùa, nói, xin hỏi, còn phải so giá nữa đúng không? Nghe vậy, khóe miệng của đại sư thôi co quắp lại. So giá, còn so cái quỷ gì nữa? Mặc dù tổng giá trị phỉ thúy chỗ này của ông ta ước chừng 80 triệu nhân dân tệ. Nhưng Diệp Thu người ta là phỉ thúy đế vương, thẳng đến hơn trăm triệu, hơn nữa tính toán có khi đó còn giá thấp nhất thôi. Thế này thì cho dù là có so giá thế này, cũng không thể sánh được. Nghĩ tới đây, sắc mặt đại sư thôi cũng trở nên khó coi, lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói cậu. Cậu thắng, đã như vậy, những phỉ thúy mà ông đã mở ra được này, tôi cũng không khách khí nữa nhé. Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, ngay sau đó trực tiếp tiến đến đem tất cả phỉ thúy trị giá 80 triệu kia của đại sư thôi cầm lấy, Thấy vậy, trái tim của đại sư thôi cũng đang dỉ máu. Mà Vương Đặc Nam cũng muốn khóc theo. Nên biết rằng, tiền dùng để mua những khối nguyên thạch này đều là tiền công của công ty anh ta, tiền thuế của dân đấy. Vốn định dùng số tiền này để gỡ gạc lại. Như vậy không những có thể bù lại số tiền thuế của dân kia, mà còn kiếm được một món tiền lớn. Thế mà bây giờ lại tan nát hết thảy, phỉ thúy 80 triệu kia, toàn bộ đều bị bại dưới tay Diệp Thu. Chuyện này cho anh ta càng nghĩ càng thấy giận, ngay sau đó chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm lại, ngã xuống đất. Vương Tổng, sắc mặt đại sư thôi biến đổi, vội vàng không người xuống đỡ Vương Đặc Nam lên, quan tâm hỏi, Vương Tổng, anh không sao đấy chứ? Xin anh đừng kích động quá, đánh cực ngọc thôi mà, thắng thua đều là chuyện thường tình, anh không nên bị người ta chọc tức. Tôi đặc biệt khó khăn đấy. Vương Đặc Nam ngồi tại chỗ tuyệt vọng khóc giống lên. Ngay sau đó, anh ta hung giữ trợn mắt nhìn đại sư thôi, cắn răng hỏi, đại sư thôi, ông là do trời cao đặc biệt phái xuống để xử tôi đúng chứ? Nếu không đem tôi hại đến tan cửa nát nhà thì ông chưa muốn dừng lại đúng không? Hả? Tôi, chuyện biến thành như vậy, đại sư thôi cũng hết sức xấu hổ, chỉ có thể an ủi nói, vương tổng, tôi cũng không ngờ tên nhóc này vận khí lại tốt như vậy. Anh cho tôi thêm một cơ hội nữa, lần này tôi nhất định có thể giúp anh gỡ gạc lại được. chương 467, người nhìn tệ kia tôi cũng không cần. Diệp Thu, tha cho người nên tha, anh cũng không cần phải đuổi cùng giết tận tôi như vậy. Coi như tôi xin anh, tiền mua khối đá kia tôi dùng là tiền của công, tiền thuế của dân. Nếu trong thời gian ngắn không trả lại được tôi sẽ phải ngồi tù mất, sẽ chết chắc, cầu xin anh thương cho người đáng thương như tôi đi. Vương Đặc Nam nhìn Diệp Thu, bày ra dáng vẻ hèn mọn cầu xin tha thứ. Dáng vẻ kia, trông không hề có chút gì là đắc ý cùng phách lối như trước nghe thật là thảm mà. Diệp Thu như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái, sau đó lại suy tư một thoáng rồi nói, như vậy đi, tôi cũng không phải là một người quá nhẫn tâm. Anh cũng đã thảm như vậy rồi, tôi cũng không thể đối xử với anh quá ác được. Anh nói xem có đúng không? Đúng đúng đúng, anh nói đúng lắm. Tôi cũng biết anh Diệp nhân từ mà, nhìn mặt anh chính là một người hiền lành, lương thiện. Vương Đặc Nam vội vàng gật đầu, mặt đầy nịnh hót nói anh ta còn tưởng rằng Diệp Thu đồng ý muốn trả khối phỉ thúy ba chục triệu kia cho mình, nội tâm liền vô cùng kích động. Nhưng mà, ngay tại lúc này, chỉ nghe Diệp Thu nói tiếp, lúc nãy chúng ta đánh cược, quy định là, người thua không chỉ đem tất cả phỉ thúy của mình nhường cho người thắng, mà còn phải trả tiền cho người thắng cuộc nữa. Vừa rồi tôi mua nguyên thạch tổng cộng tốn hết 10.200 nhân dân tệ. Nếu bây giờ anh đã thảm như vậy rồi, thế thì 10.200 tệ đó sẽ không đòi chỗ anh nữa, coi như tôi thương hại anh vậy. Thế nào, tôi rộng rãi quá đúng chứ? Nghe thấy những lời này. Vương Đặc Nam thiếu chút nữa phun máu ra tại chỗ. Mẹ kiếp, thì ra nói một hồi lâu như vậy. Cũng chỉ là không đòi 10.200 tệ kia của mình. Chút tiền đó, có thể làm gì được cơ chứ? Nhưng mà, giờ phút này sống chết của Vương Đặc Nam lại nằm trong lòng bàn tay của Diệp Thu anh cũng không dám nổi giận với Diệp Thu, chỉ nuốt nước bọt, cười thương lượng, anh Diệp à, có phải là hơi ít quá rồi không, hay là anh đưa khối phỉ thúy ba chục triệu kia cho tôi? Coi như tôi cầu xin anh đấy, có thể chứ? Vương Tổng à, anh cho rằng tôi là nhà từ thiện đấy sao? Diệp Thu liếc mắt nhìn Vương Đặc Nam, cười lạnh hỏi. Vương Đặc Nam hoàn toàn sửng sốt, sắc mặt khó coi nói anh. Anh có ý gì? Tôi không đòi anh 10.200 tệ kia, cũng là đã đủ khách khí rồi. Anh ngược lại vẫn ở chỗ này cùng tôi được voi đòi tiên sao. Nếu vừa rồi người thắng là anh, anh sẽ chịu mở lòng từ bi bác ái như vậy à? Thật là buồn cười mà. Diệp Thu cười lạnh châm chọc nói. Anh, Vương Đặc Nam tức giận trừng mắt, cắn răng, hung tợn nói, nói như vậy, nghĩ là anh quyết tâm đuổi cùng giết tận tôi đúng không? Được lắm, được lắm, Diệp Thu, anh điên rồi, chúng ta chờ xem, anh nhất định sẽ vì chuyện ngày hôm nay mà trả một cái giá thật đắt nói xong vương đặc nam hung hăng trợn mắt nhìn diệp thu sau đó xoay người nổi giận đùng đùng đi ra ngoài vương tổng anh đợi chút đã còn phí anh mời tôi vẫn chưa trả mà đại sư thôi vội vàng đuổi theo nhìn bóng lưng rời đi của hai người họ diệp thu lắc đầu cười một tiếng sau đó xoay người đi tới trước mặt lâm thanh nhã mà giờ khác này Lâm Thanh Nhã vẫn còn ở trong nỗi khiếp sợ, rất lâu không có cách nào lấy lại tinh thần được cả. Cho tới bây giờ, cô vẫn còn cảm giác tất cả mọi chuyện giống như là nằm mơ vậy. Rõ ràng đại sư thôi bên kia đã mở ra được phỉ thúy trị giá 80 triệu tệ. Cô nghĩ, chắc chắn Diệp Thu bên này sẽ phải thua rồi. Thậm chí, cô cũng đã chuẩn bị tiền để bồi thường xong. Nhưng mà điều làm cho không bao giờ nghĩ tới. Ở thời điểm này, Diệp Thu lại mở ra một khối phỉ thúy đế vương quý hiếm. Điều này thật sự không thể nào tưởng tượng nổi mà. Nói thật, tiểu thuyết cũng không dám viết như vậy đâu. Cho dù vận khí của con người có tốt đến đâu đi nữa, cũng sẽ không tốt đến loại trình độ này đấy chứ. Điều này so với chuyện chúng số còn lợi hại hơn. Mua một tấm vé số có thể trúng được bao nhiêu tiền chứ? Mà Diệp Thu chỉ dùng 10.000 tệ mua phế thạch, lại mở ra một khối phỉ thúy đế vương có giá trị trăm triệu nhân dân tệ vận khí này đúng là vô đối mà khiến người ta cũng không dám tin tưởng đây là sự thật lâm tổng thế nào nói em tin tưởng anh không sai chứ khóe môi diệp thu hơi cong lên nhìn lâm thanh nhã cười hỏi diệp thu nói thật cho tôi biết sao anh lại lựa chọn khối đá lớn đó lâm thanh nhã nhìn chằm chằm vào diệp thu vẻ mặt thành thật hỏi mà theo lời này của cô vừa nói ra không ít người xung quanh đều dựng lỗ tai lên bọn họ cũng muốn nghe thử rốt cuộc là tại sao diệp thu lại lựa chọn khối đá lớn kia chẳng lẽ trên đời này thật sự tồn tại thiên lý nhãn sao đối mặt với sự nghi ngờ của lâm thanh nhã diệp thu cũng hơi ngẩn ra ngay sau đó lắc đầu cười nói thật ra thì ban đầu anh cũng không muốn chọn khối đá kia đâu chỉ là lúc đi tới gần đó bỗng nhiên có cảm giác mơ hồ giống như có thứ gì đó hấp dẫn anh vậy thế nên anh liền không tự chủ được mà đi qua sau đó trời xui đất khiến thế nào lại lựa chọn nó. Có lẽ, đây chính là nhờ trời cao dẫn đường. Nghe xong lời của Diệp Thu, Lâm Thanh Nhã cùng mọi người xung quanh đều không biết nói gì nữa. Trời cao dẫn đường, đây là loại hình dung gì vậy? Còn có thể như thế được sao? Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Nhã vẫn còn một câu hỏi nhỏ muốn hỏi nữa. Nhưng ngay tại lúc này, tiếng phát thanh từ bên trong phòng giao dịch cược ngọc chợt vang lên, Buổi đấu giá hôm nay còn 5 phút nữa sẽ chính thức bắt đầu, xin mời chư vị khách quý đến tham gia buổi đấu giá mau sớm tiến vào phòng đấu giá, tránh bỏ lỡ món đổ đấu giá mà mình mong chờ. Nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều thoáng sửng sốt. Mấy giờ rồi? Lâm Thanh nhã nhíu đôi mày thanh tú lại, nhìn Diệp Thu hỏi. 9 giờ 50, chỉ còn 5 phút nữa thôi. Diệp Thu nhìn đồng hồ, nói. Chúng ta đi thôi, việc chính quan trọng hơn. Lâm Thanh Nhã nhìn Diệp Thu, nói: "Ừ." Diệp Thu gật đầu đáp lại. Ngay sau đó, hai người bọn họ gọi nhân viên tới, bỏ tất cả phỉ thúy vào một chiếc tủ sắt chuyên dụng. Sau khi lấy chìa khóa, liền chạy thẳng tới khu vực đấu giá. Mà phần lớn người trong khu Cực Ngọc, giờ phút này cũng giống như vậy, tràn vào trong khu đấu giá. Hiển nhiên, hôm nay có không ít người đến chen nhau vào trong hội trường đấu giá chỉ vì cá Âm Dương Thiên Nhiên đợi đến lúc diệp thu cùng lâm thanh nhã đi vào trong khu đấu giá khu đấu giá này rộng lớn kia cơ bản đã đầy người ngồi có thể tưởng tượng được sức nóng ở nơi đây như thế nào mà nơi này rộng lớn như thế cũng có chỗ tốt hai người tìm một chỗ ở phía sau ngồi xuống thiếu gia tô hai người bọn họ ở chỗ này tuy nhiên ngay tại lúc này một giọng nói quen thuộc chợt vang lên sau lưng hai người bọn họ nghe thấy vậy diệp thu cùng lâm thanh nhã đều sửng sốt một thoáng nghiêng đầu nhìn ra sau lưng chỉ thấy gương mặt đầy oán khí của vương đặc nam đang đi về phía bên này mà bên cạnh anh ta có một người cũng không phải là đại sư thôi đó là một người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn mặc một bộ âu phục màu xanh trông dáng vẻ hai bọn họ hết sức không thân thiện mà trước mặt người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn này gương mặt kiêu căng phách lối của vương đặc nam kia lại hiện đầy vẻ nịnh hót cùng cung kính không giây phút nào là không muốn lấy lòng người đàn ông trẻ tuổi này. Cảnh tượng này, chương 468, cậu cả nhà họ tô, đây không phải là vương tổng sao. Khóe môi Diệp Thu hơi cong lên, mặt đầy nghịch ngợm nói, sao vậy? Lại chuẩn bị đưa tiền cho tôi đấy à? Nghe thấy những lời này. Sắc mặt của vương đặc nam nhất thời biến đổi, ngay cả ý muốn giết người cũng xuất hiện trong lòng. Thế nào gọi là rắc muối lên vết thương cơ chứ? Không đúng, đây không phải là rắc muối lên vết thương, mà là giải tiêu lên vết thương mới đúng. Vương Đặc Nam hung giữ trợn mắt nhìn Diệp Thu, cắn răng nói, Diệp Thu, anh đừng có mà đắc ý quá. Anh thắng được ít tiền của tôi thôi mà, mèo mù vớ phải cá rán chứ gì đâu hả? Ừ, đúng vậy, chỉ một chút tiền thôi, không nhiều lắm, chỉ có 80 triệu. Diệp Thu gật đầu một cái, thản nhiên nói. Anh, hai mắt Vương Đặc Nam trợn trừng, tức đến nỗi thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Được rồi, ngay tại lúc này, anh chàng trẻ tuổi ở bên cạnh khoát tay một cái, sau đó nhìn Diệp Thu, mặt đầy ngạo nghễ nói anh chính là Diệp Thu sao? Là tôi, anh là ai? Diệp Thu nhàn nhạt hỏi. Hừ, nói ra sợ hù chết anh. Vương Đặc Nam hừ lạnh một tiếng, vội vàng chỉ vào người đàn ông trẻ tuổi kia, đắc ý giới thiệu, rửa tay mà nghe cho kỹ, vị này chính là đại thiếu gia của nhà họ tô ở giang bắc tô sán nhà họ tô ở giang bắc sao diệp thu nhíu mày lại ngay sau đó quay đầu nhìn lâm thanh nhã một cái người ở phía sau cũng dùng ánh mắt quái dị nhìn diệp thu bởi vì người vẫn luôn theo đuổi lâm thanh nhã tô dương chính là nhị thiếu gia của nhà họ tô ở giang bắc mà tô sán đây là đại thiếu gia của nhà họ tô ở giang bắc chẳng lẽ anh ta là anh trai của tô dương sao nếu vậy thì mình cùng nhà họ tô ở Giang Bắc đúng là có duyên mà. Nghĩ tới đây, Diệp Thu cũng bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Không sai, biết sợ chưa? Khóe miệng vương đặc nam hơi cong lên, mặt đầy vẻ đắc y nói. Dáng vẻ mượn cáo ai hùng kia, làm giống như anh ta mới là thiếu gia nhà họ tô vậy. Diệp Thu lắc đầu cười một tiếng, sau đó nhìn tô sán, nhàn nhạt hỏi, không biết cậu cả nhà họ tô đây tìm tôi có chuyện gì vậy. Diệp Thu, đừng giả bộ hồ đồ với tôi, chuyện anh và em trai tôi, nó đã nói với tôi rồi. Tô sán hít mắt lại, mặt đầy vẻ ngạo mạn nói. Nghe vậy, Diệp Thu ngược lại không hề bất ngờ chút nào. Dù sao đối phương cũng đã chỉ đích danh mình rồi, điều đó nói rõ anh ta đến có chuẩn bị. Ồ, cho nên thế nào? Khóe môi Diệp Thu hơi cong lên, mặt đầy vẻ bông đùa nói. Đứa em trai này của tôi từ nhỏ đã ngông nghênh hiếu thắng, nói thật, cho dù là người làm anh như tôi bình thường cũng có chút không nhìn nổi tuy nhiên nói tới đây sắc mặt tô sán đột nhiên trở nên u ám trong mắt hiện đầy lạnh lẽo lạnh lùng nói tôi có thể dạy nó nhưng người ngoài muốn dạy nó thì chưa đủ tư cách đó cuống chi anh chỉ là một tên phế vật ở rể ăn bám vậy mà cũng dám động đến em trai tôi tôi thấy anh đúng là chán sống rồi nhỉ lời này vừa nói ra ngược lại vẻ mặt diệp thu vẫn rất bình thản mà Lâm Thanh Nhã ở bên cạnh đã có chút không bình tĩnh nổi. Bởi vì cô không biết chuyện gì đã xảy ra, vội vàng nhìn Diệp Thu nói, Diệp Thu, anh cùng Tô Dương đã có xung đột gì sao? Chuyện này đợi về nhà anh sẽ từ từ giải thích cho em. Diệp Thu khẽ mỉm cười, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tô Sán, nhàn nhạt hỏi cho nên, anh muốn thế nào? Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi, tôi còn có chuyện quan trọng phải là, cho nên tạm thời chưa có hứng thú gì với anh chúng ta cứ ghi nợ trước, từ từ mà tính với nhau. Tô sán híp mắt, mặt đầy vẻ khinh thường nói. Ngay sau đó, anh ta trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía vương đặc nam, hỏi chúng ta ngồi ở chỗ nào vậy? Tô thiếu, tôi đã an bài xong từ sớm, hàng ghế đầu tiên dành cho khách quý, chúng ta đi qua đó thôi. Vương đặc nam vội vàng nịnh hót nói. Hử, anh có thể lấy được vé ở ghế khách quý sao? Tô sán có hơi sừng sốt, có chút bất ngờ hỏi, hắc hắc, là tôi vừa nói ra đại danh của cậu cả tô, người ta mới chịu cho tôi hai tấm vé ghế khách quý đấy chứ. Đều là mặt mũi của anh cả, tôi không là cái gì đâu. Vương Đạc Nam ngượng ngùng cười một tiếng, tâng bốc nói. Rất tốt, chúng ta đi thôi. Tô sán mặt đầy hài lòng, gật đầu, sau đó lập tức xoay người, chuẩn bị đi tới hàng ghế khách quý đầu tiên. Tuy nhiên, anh ta vừa mới đi về phía trước hai bước, lại đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn Diệp Thu cùng Lâm Thanh Nhã, cười lạnh hỏi: "Đúng rồi, hai người tới đây chắc là cũng để tham gia hội đấu giá nhỉ?" "Có vấn đề gì sao?" Diệp Thu nhàn nhạt hỏi. "Vậy tôi khuyên các anh vẫn nên trở về đi thôi, bởi vì hôm nay bất kể hai người muốn đấu giá thứ gì, tôi cũng sẽ ra tay lấy về. Tôi có thể đảm bảo, hai người cuối cùng sẽ không mua được thứ gì cả, cho nên vẫn không nên lãng phí thời gian ở chỗ này đâu." Tô Sán cười khinh miệt, mặt đầy ngạo nghễ nói: anh làm như thế không phải là quá đáng rồi sao lâm thanh nhã nhíu mày lại lạnh giọng hỏi đúng là quá đáng thật cô không phục sao không phục thì cô có thể đấu giá cùng tôi chúng ta xem thử ai nhiều tiền hơn ai tốn kém hơn ai nhé tô sán nhướn lông mày lên vô cùng phách lối nói anh lâm thanh nhã tức giận cắn chặt hàm răng thấy vậy diệp thu vội vàng đi lên trước đặt lâm thanh nhã ra sau lưng sau đó nhìn tô sán cười lạnh nói, lời này của cậu cả tô, không phải là tự tin quá rồi đấy chứ. Sao vậy, anh có ý kiến à? Hay là, anh đang chất vấn tài lực của nhà họ tô chúng tôi đấy? Tô sán cười lạnh hỏi. Không không không, tôi chỉ muốn nói là, trên cuộc đời này ấy à, người có tiền rất nhiều. Lời nói đừng nên quá kiêu ngạo, lỡ như lát nữa có người không ngừng đấu giá với anh, khiến anh mua cái gì cũng không được thì sao? Diệp Thu lắc đầu một cái, mặt đầy hài hước nói. Ồ, sao có thể chứ? Dõi mắt quanh cái giang châu này, có mấy người dám đấu giá với nhà họ tô chúng tôi hả? Bớt đùa lại đi. Tô sán khinh thường cười, căn bản không xem lời Diệp Thu ra gì. Phải không? Ha ha. Diệp Thu có vẻ hơi thâm ý cười một tiếng. Hừ, Diệp Thu, Lâm Thanh Nhã, dù sao tôi cũng đã cảnh cáo trước mặt hai người rồi. Nếu là người biết điều, bây giờ thừa dịp mà ngoan ngoãn đi, tránh cho lát nữa khỏi bị bêu xấu. Tô Sán khinh bỉ cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp xoay người đi về phía ghế dành cho khách quý. Nhanh thôi các anh sẽ biết thế nào gọi là tuyệt vọng. Vương Đạc Nam giơ ngón tay giữa về phía Diệp Thu cùng Lâm Thanh Nhã, rồi vội vàng chạy theo. Thật là quá đáng mà. Nhìn bóng lưng của hai người bọn họ, Lâm Thanh Nhã tức giận cắn chặt răng. "Vợ à, đừng nóng giận, người xấu thì sẽ có người ác hơn chị. Chắc chắn sẽ có người dạy dỗ bọn họ, yên tâm đi." Diệp Thu nhẹ nhàng đưa tay vỗ bả vai Lâm Thanh Nhã, mỉm cười trấn an nói: "Xem ra hôm nay chúng ta chắc chắn không thu hoạch được gì rồi." Ánh mắt Lâm Thanh Nhã ảm đạm, có chút mất mát nói: "Mặc dù cô cực kỳ tức giận, nhưng trong lòng cô cũng hiểu rõ, bàn về tài lực, có thể thắng được nhà họ Tô ở Giang Châu này đã ít lại càng thêm ít." Chương 469, nhìn là đã thấy nghèo kiết xác rồi, tuy nhiên lâm thanh nhã cũng không phải là một người dễ bị người khác dọa lui tô sán càng nói như vậy cô càng muốn xông lên chắc chắn không thể thối lui như vậy được ngay sau đó hai người cùng nhau vào trong hội trường đấu giá tìm một chỗ ở hàng ghế thứ hai từ dưới đếm lên ngồi xuống mà hai người bọn họ vừa mới ngồi xuống không lâu thì tại vị trí cách diệp thu không xa một bóng dáng khác cũng ngồi xuống đó là một người đàn ông trẻ tuổi trông cực kỳ anh tuấn anh vừa mới ngồi xuống đã thu hút sự chú ý của không ít phụ nữ xung quanh không thể không nói dáng dấp của người đàn ông này quả thật vô cùng đẹp trai hai mắt to tròn mũi cao đẹp da thịt trắng nõn kia thậm chí ngay cả phụ nữ cũng phải ghen tị mà người này không phải là ai xa lạ chính là thủ hạ của diệp thu âu dương hảo tối ngày hôm qua diệp thu tự mình gọi điện thoại cho anh ấy bảo hôm nay tới đây một chuyến cho nên anh ấy đã đến từ sớm vừa rồi lúc diệp thu đang cực ngọc từ đầu đến cuối anh ấy vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối hội đấu giá hôm nay bắt đầu anh ấy mới hiện thân diệp thu đương nhiên cũng cảm nhận được hơi thở của âu dương hạo nhưng đầu nhìn âu dương hạo một cái cùng lúc đó âu dương hạo cũng nhìn về phía diệp thu hai người nhìn nhau cười một tiếng diệp thu lặng lẽ dùng ngón tay khẽ chỉ về phía tô sán đang ngồi ở hàng ghế khách quý Âu Dương Hạo hơi sửng sốt một thoáng, sau đó gật đầu cười lạnh lùng. Anh ấy đương nhiên biết ý của Diệp Thu là gì. Dù sao mới vừa rồi lúc Diệp Thu cùng Tô Sán xảy ra xung đột. Anh ấy cũng đã ở trong bóng tối nhìn thấu. Cho nên giờ phút này thấy Diệp Thu dùng ngón tay chỉ vào Tô Sán. Trong nháy mắt anh ấy liền biết nhiệm vụ hôm nay của mình. Thấy vậy, khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên. Anh đang nhìn gì vậy? Ngay lúc này, giọng điệu lạnh băng của lâm thanh nhã vang lên bên tai của diệp thu âm thanh này làm diệp thu sợ hết cả hồn vội vàng quay đầu lại chê cười nói không có gì buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi đấy anh nghiêm túc một chút cho tôi lâm thanh nhã lạnh giọng nói được rồi diệp thu vội vàng gật đầu một cái mà ngay lúc này một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu đen đi vào giữa phòng đấu giá đầu tiên ông ta chỉnh lại micro trên sàn đấu sau đó nhìn mọi người ở đây, mỉm cười nói, "Hoan nghênh mọi người tới buổi đấu giá do phòng giao dịch Cực Ngọc Thiên Nguyên tổ chức, tôi là người chủ trì buổi đấu giá hôm nay. Chắc hẳn trước khi tới, mọi người cũng đã thấy qua tin tức rồi. Buổi đấu giá hôm nay sẽ có một món đồ nặng ký, đó chính là khối ngọc cá âm dương thiên nhiên hiếm thấy trên thế giới này. Tôi tin rằng rất nhiều người ở đây cũng đang hướng về món đồ đấu giá này đúng không? Được rồi, vậy chúng ta không nói nhiều nữa." buổi đấu giá trực tiếp bắt đầu cử hành đầu tiên xin mời món đồ đấu giá thứ nhất đi cùng với đó là tiếng nói của người chủ trì ánh mắt hiếu kỳ của mọi người tập trung lại một cô gái mặc áo dài màu đỏ cực kỳ yêu nhã bước lên sân khấu mà trong tay cô ta có bưng một cái khay trên đó là một khối đá được che bằng một mảnh vải đen thật to điều này làm cho mọi người ở đây không thể nhìn ra được bên trong rốt cuộc là món đồ gì đợi sau khi cô gái kia dừng lại trên sân khấu. Người chủ trì mới nhìn mọi người, mỉm cười giới thiệu, món đồ đấu giá đầu tiên, chính là tác phẩm điêu khắc thủ công nổi tiếng của Đại sư Ngô Đại Huân, Thiên Thủ Quan Âm. Xuất lời, ông ta trực tiếp đưa tay lấy tấm vải đen trên khai xuống. Nhất thời, một pho tượng Thiên Thủ Quan Âm được điêu khắc bằng ngọc xuất hiện ngay trước mắt mọi người. Không thể không nói. Đại sư kia đúng là cực kỳ có tay nghề. Toàn bộ pho tượng được điêu khắc rất tinh xảo, hoàn toàn có thể dùng từ sống động để hình dung. Không ít người sau khi xem xong, đều thán phục một trận. Hiện tại buổi đấu giá đã bắt đầu, thiên thủ quan âm, giá khởi điểm 500.000 tệ. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 5.000 tệ, bắt đầu đấu giá. Tiếng nói của người chủ trì buổi đấu giá vang lên. Bên trong hội trường đấu giá nhất thời vang lên không ít tiếng bản tán xôn xao. Tuy nhiên đối với lần này, diệp thu cùng lâm thanh nhã lại không hề cảm thấy hứng thú bởi vì hai người bọn họ đều không tin vào cái này cho nên cũng không muốn mua làm gì định chờ những món đồ đấu giá khác rồi nói sau nhưng mà ngay tại lúc này tô sán đang ngồi ở hàng ghế khách quý đầu tiên lại quay đầu lại ném một ánh mắt khiêu khích tới nhìn diệp thu cùng lâm thanh nhã ý kia phảng phất như muốn nói có bản lĩnh thì đấu xem chỉ cầm hai người dám ra giá tôi liền lập tức tăng giá ngay Thấy vậy, gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã cũng nhất thời run lên. Diệp Thu nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay của Lâm Thanh Nhã, mỉm cười nói, "Đừng phản ứng lại anh ta." "Ừ." Lâm Thanh Nhã cắn răng gật đầu một cái. Những âm thanh hô giá không ngừng vang lên. Cuối cùng, đam mỹ hay thiên thủ quan âm được một phu nhân ăn mặc lộng lẫy nào đó, dùng 380.000 tệ mua về thành công. Buổi đấu giá tiếp tục tiến hành một món rồi lại tiếp tục một món khác được cô gái mặc áo dài kia bưng lên sau đó người chủ trì buổi đấu giá sẽ dùng lời nói của mình để hô giá tạo động lực để giá bán ra được cao hơn tuy nhiên trước mắt vẫn chưa xuất hiện món đồ nào mà lâm thanh nhã cảm thấy hứng thú cả điều này làm cho tô sán cùng vương đặc nam ngồi phía trước phải thì thầm với nhau diệp thu cùng lâm thanh nhã kia sao còn chưa đấu giá vậy tô sán nhíu mày lại nghi ngờ nói có thể là vì nghe nói anh muốn tranh cướp với bọn họ nên bị dọa sợ chăng? Vương Đặc Nam vội vàng nịnh nọt trả lời. Đã như vậy, sao không trực tiếp về luôn đi chứ? Tô Sán khó hiểu nói. Sĩ diện háo ấy mà, không dám tranh với anh, lại không thể vứt bỏ mặt mũi mà rời đi. Cho nên chỉ có thể kiên trì ngồi đó. Anh nói xem có buồn cười không cơ chứ? Vương Đặc Nam mặt đầy vẻ xem thường nói. Ồ, đúng là buồn cười thật, không có tiền thì tới hội đấu giá làm gì cơ chứ. Đúng là nghèo đến đáng thương mà, nhất là tên Diệp Thu kia, nhìn là đã thấy nghèo kiết xác rồi. Tô Sán cười lạnh một tiếng, cực kỳ coi thường nói. Đúng vậy đúng vậy, Diệp Thu kia nếu không phải con rể của nhà họ Lâm, thì sợ rằng ngay cả cửa của phòng giao dịch này cũng không vào được ấy chứ. Sao có thể so được với anh, anh mới thật sự là ông chủ. Vương Đạc Nam vội vàng gật đầu, mặt đầy nịnh hót nói. Đó là điều đương nhiên, không chút khách khí khi nói, chỉ cần tôi ra giá, toàn hội trường này tuyệt đối không ai có thể tranh nổi qua tôi cả. Chỉ là tôi coi thường những thứ này, khinh thường phải ra giá mà thôi. Khóe miệng tô sán cong lên một nụ cười đắc ý, mặt đầy kiêu ngạo nói. Nhất định là như thế, cậu cả nhà họ tô ra giá, ai dám cạnh tranh lại chứ? Ai có thể dám qua mặt cậu tô được, thế chẳng phải là đơn thuần tìm ngược sao? Lấy tài lực của tô ra, tuyệt đối có thể giết tất cả mọi người trong hội trường này trong nháy mắt. Vương Đặc Nam vội vàng nịnh nọt, dáng vẻ cho liến chủ kia. Nếu anh ta có thêm một cái đuôi nữa, thì chắc cũng hận không thể nằm xuống dưới chân tô sán mà vuốt ve. Nhưng mà đối với lần này, tô sán lại cực kỳ hưởng thụ, vô cùng hài lòng nói, ừ, lời anh nói, tôi rất thích nghe. Nghe nói anh vừa mới bị thua mấy chục triệu vì đánh cực ngọc đúng không? Đợi lát nữa trở về, Tôi sẽ nói với Tô gia bên kia giúp anh bù lại chút thua thiệt đó. Chương 470, lần đầu giao chiến. Món đồ đấu giá bên dưới đây chắc hẳn sẽ khiến tất cả những vị khách nữ đều sẽ khá thích thú. Lúc này, người chủ trì buổi đấu giá nhìn mọi người, mỉm cười nói. Điều này lập tức thu hút toàn bộ sự chú ý của các cô gái cùng quý bà ở đây, bao gồm cả Lâm Thanh Nhã trong đó. Cô vẫn luôn không có hứng thú với thứ gì, chỉ liếc mắt tới sân khấu dưới ánh nhìn soi mói của mọi người người chủ trì chợt vén tấm vải đen lên một sợi dây truyền ngọc bích được thiết kế cực kỳ tinh xảo hiện ra trước mắt mọi người vẻ ngoài của nó hơi giống như trong bộ phim điện ảnh titanic vậy cực kỳ xinh đẹp nhất là viên kim cương mấy chục kara kia sáng lấp lánh tựa như ẩn chứa một loại ma lực mê người nào trong đó vậy trong lúc nhất thời ánh mắt của phái nữ đều sáng rực lên ngay lập tức phụ nữ trời sinh rất hứng thú với kim cương. Nhất là loại kim cương xanh vừa lớn, vừa lấp lánh, vừa xinh đẹp như thế. Thế nên tất cả trái tim của những người phụ nữ nơi đây lập tức bị nắm thóp ngay. Giờ phút này, ánh mắt của bọn họ chỉ có hai chữ thôi. Mua nó, bao gồm cả lâm thanh nhã cũng như vậy. Là một người phụ nữ. Nếu như hôm nay không thể mua sợi dây truyền ngọc bích này về được. Sẽ khiến cho cô tiếc nuối cả đời mất. Diệp Thu, anh thấy tôi đeo nó có đẹp mắt không? Lâm Thanh Nhã nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thu, khẽ hỏi. Nghe thấy những lời này. Diệp Thu cũng tuyết miệng cười. Anh biết, Lâm Thanh Nhã đã động tâm. Đẹp mắt, vợ anh đeo cái gì cũng đẹp cả. Chỉ có loại ngọc bích xinh đẹp kia mới xứng với cô vợ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của anh. Diệp Thu cười nói. Anh miệng ngọt quá đấy. Lâm Thanh Nhã liếc mắt nhìn Diệp Thu, mặt hơi đỏ lên mặc dù vẻ bề ngoài của cô vẫn luôn lạnh băng nhưng sâu trong nội tâm đã sớm vui vẻ rồi không có người phụ nữ nào là không thích nghe lời tán dương cả cho dù là lâm thanh nhã cũng như vậy cô cũng thích nghe người khác tâng bốc ca ngợi anh nói thật đấy thích thì mua thôi không đủ tiền chồng có đi em mỉm cười nói nghe vậy lâm thanh nhã cũng hơi sững sờ vừa định hỏi diệp thu tiền ở đâu ra nhưng cô lại thay đổi ý nghĩ một chút. Diệp Thu vừa thắng từ trong tay Vương Đặc Nam 80 triệu tiền phỉ thúy. Mà bản thân anh lại mở ra một khối phỉ thúy đế vương trị giá hơn trăm triệu. Bây giờ nói thế nào đi nữa thì anh cũng coi như có tài sản hơn trăm triệu. Mặc dù không thể xem như quá giàu có. Nhưng mua sợi dây chuyền này tuyệt đối không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Nhã cũng bĩu môi, nói thôi đi, tôi có tiền, vẫn là tự tôi mua vậy anh vất vả lắm mới mở ra được một khối phỉ thúy đế vương vẫn nên giữ tiền lại để dành tự sắm sửa cho bản thân đi nghe vậy diệp thu cũng hơi ngẩn ra ngay sau đó lắc đầu cười một tiếng hiển nhiên lần này lâm thanh nhã đã hiểu lầm anh cái anh gọi là tiền chính là số tài sản mà bản thân anh nắm giữ đủ để có thể mua tài sản của mấy quốc gia còn về chút tiền phỉ thúy đế vương đó đối với anh mà nói ngay cả số lẻ cũng chưa đến Dĩ nhiên, những chuyện này anh đương nhiên sẽ không nói ra với Lâm Thanh Nhã, nếu không sẽ dọa cô chết khiếp mất. Sợi dây truyền ngọc bích này là do bậc thầy trang sức nổi tiếng ước hàn bì của thủ phủ bang Nevada nước Mỹ tự tay chế tạo ra, mang hơi hướng của đại dương xanh. Nó có tên là trái tim vĩnh hằng. Trong tài liệu có nói, màu sắc của viên kim cương kia giống hệt như màu của đại dương, cho nên giá cả đương nhiên không hề rẻ. Người chủ trì đấu giá nói âm thanh tranh nhau đấu giá nhất thời vang lên kịch liệt. Đều là giọng của các cô gái. Dĩ nhiên cũng có một ít đàn ông trong đó. Bọn họ muốn đấu giá cho người phụ nữ mà mình yêu thích. 5 triệu rưỡi, 5 triệu 700, 6 triệu, 6 triệu rưỡi, chấm chấm chấm, trong khoảnh khắc đó. Giá của sợi dây chuyền, trái tim vĩnh hằng, này giống như được lắp hỏa tiến vậy, được đẩy thẳng tắp lên cao. Sức nóng của buổi đấu giá tăng cao, vượt xa tất cả những món đồ đấu giá trước đó. Phụ nữ quả nhiên là một tập thể thúc đẩy việc kinh doanh mặt hàng xa xỉ tốt nhất. Chỉ một lát sau, giá đã đột phá đẩy lên đến 10 triệu, lúc đến 13 triệu. Âm thanh tranh nhau đấu giá lúc này mới xem như dần yếu đi. Bởi vì với giá tiền này, đã vượt xa khỏi dự tính cùng năng lực chịu đựng của rất nhiều người rồi. Cho nên không ít người không thể nào không buông tay được. Thấy vậy, Lâm Thanh Nhã trực tiếp ra giá nói, 15 triệu. Giá tiền này của Lâm Thanh Nhã vừa hô ra. Toàn bộ mọi người trong hội trường lập tức trở nên an tĩnh. Phần lớn mọi người đều cảm thấy giá quá cao, nên không thể không buông tay được. Mà một số ít người trong đó, lại là muốn giữ lại tiền, để tranh mua món đổ đấu giá phía sau, cho nên chỉ có lựa chọn bỏ qua. Cho nên trong lúc nhất thời, không có ai đấu giá cùng Lâm Thanh Nhã cả điều này làm cho khóe miệng Lâm Thanh Nhã cong lên một nụ cười đắc ý. Cô gái này ra giá 15 triệu, có ai muốn tiếp tục tăng giá nữa không? Nếu như không có, trái tim vĩnh hằng này sẽ thuộc về cô ấy. Người chủ trì buổi đấu giá quét mắt nhìn mọi người ở đây, thấy không ai ra giá nữa, bèn nói. Vì vậy, ông trực tiếp đưa cán búa lên, nói 15 triệu lần một. 15 triệu lần hai. 15 triệu lần. Đợi đã, mà ngay lúc này, người ngồi ở ghế khách quý, tô sán, bất chợt đưa tay ngắt lời của người chủ trì. Điều này làm cho toàn bộ mọi người trong hội trường đều thoáng sửng sốt. Giờ phút này ai cũng nhìn về tô sán cả. Mà Lâm Thanh Nhã thấy vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cũng run lên. Cô biết, tô sán đã bắt đầu muốn quấy rối. Thưa anh, xin hỏi anh muốn ra giá sao? Người chủ trì buổi đấu giá nhìn tô sán, mỉm cười hỏi. Tô sán gật đầu, sau đó Thản Nhiên nói, hai chục triệu. Lời này vừa nói ra, đã khiến ai nấy đều kinh hãi. Nên biết rằng, mỗi lần đấu giá trước đó, tất cả mọi người đều chỉ tăng 50.000, 100.000 mà thôi. Kết quả tô sán vừa lên tiếng đã trực tiếp tăng thêm 5 triệu nhân dân tệ. Thế nào gọi là siêu giàu? Chính là như thế này đây. Hai chục triệu, quý ông này đã tăng giá đến hai chục triệu người chủ trì buổi đấu giá cũng đầy kinh ngạc nói. Đáng ghét, Lâm Thanh nhã cắn răng, gương mặt nhỏ nhắn lạnh băng tới cực điểm, nói thẳng 21 triệu. Quý cô này lại tăng giá lên 21 triệu. Người chủ trì buổi đấu giá vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía tô sán, hỏi, xin hỏi anh còn muốn theo không ạ? Mấy chục triệu thôi mà, chỉ là tiền lẻ, sao lại không theo tới cùng chứ? Tô sán khinh thường cười một tiếng, sau đó trực tiếp nói, ba chục triệu xì sầm xì sầm. Toàn bộ hội trường đều nhún nháo cả lên. Bọn họ đều cực kỳ khiếp sợ. Vốn tưởng rằng mới vừa rồi tô sán trực tiếp thêm 5 triệu, đã là quá lắm rồi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 471, U Dương Hạo ra tay, hừ, vậy cứ nhìn thử xem. Lâm Thanh nhã hừ lạnh một tiếng, cắn chặt hai hàm răng. Cứ như vậy để cô buông tay, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Thật vất vả mới gặp được một người mình thích. Nói thế nào cô cũng phải ra sức lấy về mới được. 35 triệu, Lâm Thanh Nhã trực tiếp ra giá. Nghe vậy, mọi người ở đây đều hít vào một hơi khí lạnh. Tình huống gì đây? Thần tiên đánh nhau sao? Giá trực tiếp tăng thêm 5 triệu, lại là một người đủ ác mà. Trong lúc nhất thời, những người vốn tham dự đấu giá trước đó đều thầm cảm thấy may mắn. Thật may khi mình không tham dự vào. Nếu không cùng hai người châu bò này đấu giá, dù có thế nào cũng không thể sánh bằng. 40 triệu. Khóe miệng Tô Sán hơi cong lên, cười lạnh nói, Lâm Thanh Nhã, bỏ đi thôi, bất kể cô có tăng giá bao nhiêu, ông đây cũng sẽ theo tới cùng. Cô cảm thấy mình có thể kéo dài được hơn tôi sao? Sợi dây chuyền này, tôi muốn có. Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã run lên, cắn răng nói, 45 triệu. 50 triệu. Tô Sán với vẻ mặt coi thường nói. 60 triệu. Lâm Thanh Nhã cắn răng nói. Ôi trà, trực tiếp thêm 10 triệu cơ à. Nếu cô đã ra chiêu, vậy tôi không nhận lại không nể mặt rồi. 80 triệu. Tô Sán khinh miệt cười một tiếng, cực kỳ coi thường nói. Lời này vừa nói ra. Toàn bộ mọi người trong hội trường đều phải thốt lên. Mẹ kiếp, tiền này đều là gió lớn thổi tới đấy à. Trực tiếp tăng giá lên hai chục triệu có thể biến thái hơn nữa không đấy? Chuyện này làm không ít người hít khí lạnh tại chỗ. Mà người chủ trì buổi đấu giá vào giờ phút này cũng hưng phấn tới cực điểm. Nên biết rằng, mỗi món đồ đấu giá bán ra, ông ta đều có tiền hoa hồng cả. Giá giá càng cao, tiền hoa hồng càng nhiều. Ông ta vốn tưởng rằng, sợi dây chuyền này bán giá 10 triệu đã là rất cao rồi. Không ngờ bây giờ Tô Sán lại muốn so với Lâm Thanh Nhã? trực tiếp nâng giá vùn vụt lên 80 triệu, đoán chừng có khi còn lên hơn trăm triệu ấy chứ. Hơn nữa nhìn giá thế này, hai người vẫn không có ý muốn dừng lại. Điều này khiến cho người chủ trì buổi đấu giá đừng hỏi có bao nhiêu vui vẻ. Bởi vì như vậy, ông ta có thể lấy được không ít hoa hồng. Giá đấu càng cao, tiền hoa hồng càng nhiều. 80 triệu, quý ông này ra giá 80 triệu. Xin hỏi quý cô có muốn tiếp tục theo không? Nếu như không theo, vậy sợi dây truyền xinh đẹp này xem như thuộc về quý ông kia người chủ trì buổi đấu giá nhìn lâm thanh nhã mỉm cười nói mà trong giọng nói của ông ta tràn đầy ý xúi dục ông ta sợ lâm thanh nhã sẽ bị hù dọa không dám theo lại cho nên cố ý kích thích lâm thanh nhã một chút để cho buổi đấu giá này tiếp tục đại chiến chín triệu lâm thanh nhã cắn chặt răng lạnh giọng nói Ôi rời cô còn dám theo nữa à thú vị đấy có bản lĩnh thì cô tiếp tục theo nào. Tô Sán cười lạnh, ngay sau đó trực tiếp nói, 130 triệu. Lần này, Tô Sán trực tiếp tăng 4 triệu, điều này làm tất cả mọi người ở đây đều như hít phải khí lạnh. Phục, vào giây phút này, bọn họ hoàn toàn phục. Thế nào gọi là có tiền mà không có chỗ tiêu? Thì đây chính là ví dụ điển hình về loại người đó. Muốn làm gì thì làm, thật sự quá đáng sợ mà Lâm Thanh Nhã vừa nghe Tô Sán báo ra giá tiền này, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời trầm xuống. Nói thật, lúc báo giá 50 triệu, đã là giới hạn của cô rồi. Bởi vì phần lớn dự tính hôm nay của cô, đều là nhắm đến cá âm dương thiên nhiên. Nếu bỏ ra quá nhiều vốn lên sợi dây chuyền này, vậy lát nữa làm sao có thể cướp được đá âm dương thiên nhiên kia cơ chứ? Nghĩ tới đây, Lâm Thanh Nhã liền cắn chặt răng, trên mặt hiện đầy vẻ xoắn suýt ồ sao lại dừng rồi không có tiền đúng không thế mà còn cùng tôi đấu giá cô đúng là không biết tự lượng sức mình mà tôi có thể chơi sống chết đến khi công ty cô phá sản luôn đấy rác rưởi tô sán khinh miệt cười một tiếng cực kỳ phách lối nói anh đôi mắt đẹp của lâm thanh nhã trợn trừng trên gương mặt nhỏ nhắn đã hiện đầy vẻ không cam lòng tuy nhiên lý trí nói cho cô biết lúc này cần buông tay nếu vẫn tiếp tục cạnh tranh đối với cô thậm chí là cả tập đoàn lâm thị đều hết sức bất lợi nghĩ tới đây lâm thanh nhã khẽ thở dài chỉ có thể nhìn về phía người chủ trì buổi đấu giá khoát tay một cái thấy vậy người chủ trì buổi đấu giá cũng hơi ngẩn ra ngay sau đó nhìn lâm thanh nhã nói quý cô không định tiếp tục theo giá đúng không ạ lâm thanh nhã gật đầu đã như vậy mọi người ở hội trường có ai còn muốn theo không người chủ trì buổi đấu giá nhìn về phía mọi người ở đây tuy nhiên, không một ai dám lên tiếng cả. Đùa gì thế, 130 triệu còn ai dám theo chứ? Hơn nữa Tô Sán vừa nhìn là đã thấy thuộc dạng người không thiếu tiền, đấu giá với anh ta, đó không phải là đơn thuần tìm ngược sao. Ai nấy đều lắc đầu. Thấy vậy, Tô Sán liền đắc ý tới cực điểm, nhìn Lâm Thanh Nhã, diễu cợt cười to nói, ha ha ha, thế nào? Có phải cảm giác đặc biệt tuyệt vọng cùng vô lực không? Thật sự không phải tôi xem thường cô, nhưng mấy trăm triệu đối với cô là mạc nhưng đối với tôi mà nói đó chỉ là tiền tiêu vặt thôi dám đấu giá cùng tôi cô xứng sao đúng là không biết tự lượng sức mình bây giờ sợi dây truyền này xem như thuộc về tôi nghe vậy gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã lập tức trở nên u ám hai hàm răng cắn chặt vào nhau hiển nhiên là đã bị chọc tức tô sán mặt đầy đắc ý nhìn về phía người chủ trì buổi đấu giá cực kỳ phách lối nói, bây giờ đã không ai dám đấu giá cùng tôi nữa rồi, có thể tuyên bố rồi. Vâng thưa quý ông." Người chủ trì buổi đấu giá vô cùng cung kính gật đầu, ngay sau đó tuyên bố, 130 triệu lần thứ nhất. 130 triệu lần thứ hai. 130 triệu lần thứ. Tuy nhiên, lời của người chủ trì buổi đấu giá còn chưa nói hết. Một giọng nói mang theo ý cười đột nhiên vang lên trong phòng đấu giá. "Đừng nóng vậy chứ?" tôi còn chưa ra giá mà lời này vừa nói ra toàn bộ mọi người trong hội trường đều thoáng sửng sốt ngay sau đó xôn xao tìm về hướng âm thanh vừa phát ra chỉ thấy dáng dấp một người đàn ông trẻ tuổi mặt đầy vẻ bông đùa dơ bảng đấu giá trong tay lên mà người này không ai khác chính là âu dương hảo thấy vậy tất cả mọi người đều thoáng sửng sốt sắc mặt tô sán lập tức trầm xuống hiển nhiên ai cũng đều không nghĩ tới với giá tiền đã cao đến 130 triệu nhân dân tệ rồi, mà vẫn còn có người dám ra giá. Thưa quý ông, ông đưa ra giá bao nhiêu? Người chủ trì buổi đấu giá vội vàng nhìn Âu Dương Hạo, mặt đầy hưng phấn hỏi. Người như tôi không thích nặn kem đánh răng, từng chút từng chút nâng lên như vậy. Số chẵn đi, 200 triệu. Âu Dương Hạo đưa số 2 lên, mặt đầy nghịch ngợm nói. Lời này vừa nói ra. Toàn bộ hội trường đều kinh hãi. Ôi trời đất quỷ thần thiên địa ơi. Hôm nay là tình huống gì thế này? Các anh hùng tụ tập một chỗ sao? Còn tăng giá đột biến như vậy? Vốn tưởng rằng phương thức tăng giá vừa rồi của Tô Sán cũng đã đủ dã man thô bạo rồi. Cuối cùng, có núi cao lại còn có núi cao hơn. Chương 472, 2 tỷ nhân dân tệ trong lúc nhất thời. Sắc mặt Tô Sán trở nên cực kỳ âm trầm. Anh ta quay đầu trợn mắt nhìn Âu Dương Hạo, lạnh giọng hỏi, "Xin hỏi người anh em anh là muốn thành tâm đối nghịch với tôi sao? Sao thế, nơi này là phòng đấu giá, chẳng lẽ tôi không thể ra giá sao? Âu Dương Hạo nhún vai, mặt đầy châm chọc hỏi. Anh, tô sán tức giận chừng hai mắt. Bớt ở đó anh anh tôi tôi đi, có tiền thì theo tiếp, không có tiền thì ngậm miệng lại. Trông dáng vẻ anh nghèo khổ như vậy, thế mà còn không biết xấu hổ ở chỗ này giả bộ làm chó sói đuôi to, đừng chọc cười nữa người ta. Âu Dương Hạo liếc nhìn tô sán, không hề cho anh ta chút thể diện nào, nói: "Bởi vì nhiệm vụ chủ yếu hôm nay của anh ta chính là đánh úp Tô Sán, đã kích Tô Sán một cách mạnh mẽ." Thật ra thì đây vốn là chuyện của Diệp Thu, nhưng bởi vì có Lâm Thanh Nhã ở ngay bên cạnh, nên Diệp Thu không thể để bại lộ thân phận của mình được. Thế nên anh liền gọi Âu Dương Hạo tới đây, thay thế mình thực hiện. Trong lúc nhất thời, cả người Tô Sán như phát nổ. Từ nhỏ anh ta sinh ra ở nhà họ Tô đã được nâng như trứng hứng như hoa, có thể xem như là lớn lên trong đồng tiền. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng biết tới hai chữ thiếu tiền. Cứ như vậy, anh ta vẫn luôn tùy ý mà phung phí, ném tiền ném bạc vào người khác, là chuyện xảy ra thường xuyên. Ví dụ như anh ta chơi một game thôi, có thể trực tiếp nạp mấy chục triệu, trở thành người có trang bị lợi hại nhất. Sau đó anh ta ngại không đã thèm, dứt khoát trực tiếp mua luôn công ty trò chơi đó hoặc ví dụ như anh ta ở trên mạng xem livestream, thích cô gái nào liền trực tiếp lấy tiền triệu để tặng ngay trên mạng người ta gọi anh ta là triệu thần hào, thế nên những cô gái idol kia khi vừa thấy nick anh ta tiến vào livestream của mình có thể lập tức kích động đến ngất đi, mà các khán giả khác lại phải thốt lên cảm thán vì đại ca thần hào này. Trên thực tế, tô sán cũng giống như vậy, anh ta cực kỳ thích cảm giác phung tiền ra, cảm giác được người ta kính ngưỡng thậm chí anh ta có thể chịu đựng những gì người khác nói không tốt về bản thân mình tuy nhiên quyết không cho phép người khác nói anh ta không có tiền thậm chí nói mình nghèo mà bây giờ âu dương hạo lại nói thẳng anh ta là đồ nghèo khổ điều này làm cho tâm trạng của anh ta lập tức nổ tung ra hoàn toàn không thể nào chịu đựng nổi một ngọn lửa giận trong chớp mắt lấp đầy lồng ngực khốn kiếp lại dám nói tôi nghèo khổ sao bổn thiếu ra đây hôm nay không cầm tiền đập cho anh phải khóc, tôi đây liền không mang họ tô. Tô sán cắn răng, ngay sau đó trực tiếp hô, 300 triệu. 400 triệu. Sắc mặt Âu Dương Hạo lạnh nhạt nói. 500 triệu. Tô sán không chịu thua. 600 triệu. Âu Dương Hạo dứt khoát tựa vào ghế, móc lỗ tai nói. 700 triệu. Con người tô sán trợn tròn xoe, cắn răng nói. Sắc mặt tô sán bình thản, tiếp tục báo giá 800 triệu nhân dân tệ. Trong lúc nhất thời, giá của sợi dây chuyền đã được đẩy thẳng tắp lên cao, so với hỏa tiễn còn nhanh hơn. Mà phương thức tăng giá của hai người này cực kỳ biến thái, khiến cho tất cả mọi người đều ở tại chỗ nhìn ngây người. Diệp Thu thấy cảnh tượng này, khỏe miệng chợt cong lên một nụ cười vui vẻ. Âu Dương Hạo tăng giá như vậy. Đó là bởi vì tối qua anh đã giao phó rõ ràng hôm nay chỉ cần lâm thanh nhã coi trọng món đồ nào cho dù là trên trời cũng phải mua lại cho anh dù sao đối với diệp thu mà nói tiền chính là một con số không có chút ý nghĩa nào cho dù xài hơn mấy trăm tỷ nhưng chỉ cần có thể lấy được nụ cười của lâm thanh nhã thì cũng đáng giá huống chi mấy trăm tỷ đối với diệp thu mà nói cũng không tính là gì cả chỉ cần diệp thu muốn kiếm anh cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền chỉ trong chốc lát Giá sợi dây truyền từ 130 triệu ban đầu đã tăng vọt đến 1 tỷ rưỡi. Đây đã là một con số vô cùng kinh người rồi. Rất nhiều công ty được đưa ra thị trường còn chưa chắc có giá trị cao như thế ở cái thành phố này đâu. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người trong hội trường đều chết lặng. Bây giờ bọn họ đều không biết nên hình dung tâm trạng của mình như thế nào. Trước đây, bọn họ đã từng tham gia không ít các buổi đấu giá lớn nhỏ. Có thể so sánh với cảnh tượng hôm nay, thật đúng là sức nổ quá yếu. Trực tiếp lấy đơn vị trăm triệu làm phương thức tăng giá. Bọn họ trước giờ chưa từng nghe, chưa từng thấy lần nào cả. Mà hôm nay, thật sự phải gọi là đem bọn họ dọa chết khiếp. Một tỷ sáu. Tô sán cắn răng, sắc mặt âm trầm nói. Nói thật, lần này anh ta tới, vốn mang theo cũng không phải quá nhiều tiền. Phần lớn dự tính đều là để đấu giá cá âm dương thiên nhiên cuối cùng. Mà hôm nay, ở đây, vì sợi dây chuyền này lại phải tốn kém hết 1 tỷ 600.000 nhân dân tệ. Con số này gần như đã hao tổn một nửa tiền bạc của anh ta rồi. Lý trí một chút, chuyện này đương nhiên không đáng giá. Tuy nhiên, anh ta không nuốt trôi khẩu khí này. Mà lời cũng đã nói ra ngoài rồi. Hôm nay dù có thế nào, anh ta cũng muốn mua sợi dây chuyền này về. Huống chi, anh ta cảm thấy tăng giá lên 1 tỷ 6 đã là tương đối cao rồi. Âu Dương Hạo hẳn sẽ buông tha. Đúng như dự đoán, sau khi giá tiền này được hô ra, ADN liền hơi yên lặng một chút. Anh ấy nghiêng đầu lơ đãng nhìn Diệp Thu, rõ ràng đang hỏi ý của Diệp Thu thế nào. Diệp Thu khẽ gật đầu. Trong nháy mắt Âu Dương Hạo liền biết ý của Diệp Thu. Tiếp tục đấu giá. Tuy nhiên, Tô Sán thấy Âu Dương Hạo lần này không tăng giá ngay lập tức nữa, còn tưởng rằng Âu Dương Hạo bị kinh sợ, nhất thời phách lối đến cực điểm ồn ào nói, sao dừng lại thế? Không phải mới vừa rồi châu bò lắm sao? Tiếp tục nào, theo đến cùng chứ, có phải không theo nổi rồi không? Hử? Ha ha ha. Xin lỗi, tôi vừa rồi là còn đang suy nghĩ, cứ từng bước từng bước đi lên thêm như vậy, thật sự không có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa còn lãng phí thời gian, không bằng chúng ta lập tức chấm dứt một lần đi. Âu Dương Hạo lắc đầu, mặt đầy vẻ đùa cợt nói, sắc mặt tô sán chợt biến đổi anh có ý gì hai tỷ khóe miệng âu dương hạo cong lên một nụ cười lạnh trực tiếp nói lời này vừa nói ra giống như một tiếng sấm vậy mạnh bạo bổ lên đỉnh đầu của tất cả mọi người ở đây ôi trời mẹ ơi hai tỷ vì một sợi dây chuyền lại trực tiếp tăng giá đến hai tỷ sao chuyện này quả thực đáng sợ mà có tiền cũng không nhất thiết phung phí vậy chứ vào giờ khắc này ai nấy đều hít từng hơi khí lạnh vào. Mà nụ cười trên mặt tô sán cũng lập tức cứng nở lại, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Anh ta vốn tưởng rằng mình đã đủ lợi hại. Nhưng anh ta thực sự không ngờ tới. Âu Dương Hạo lại còn trâu bò hơn cả mình. Cắn răng. Tô Sán không cam lòng từ bỏ, há miệng định tiếp tục tăng giá. Mà ngay lúc này, Vương Đặc Nam ở bên cạnh lại kéo tay Tô Sán lại, khuyên can, thiếu gia Tô, đừng nhiệm vụ của Tô ra giao cho anh hôm nay anh tới đây nhiệm vụ chủ yếu là đấu giá cá âm dương thiên nhiên nếu anh tốn quá nhiều tiền vào sợi dây chuyền này lúc về sẽ không biết ăn nói cùng nhà họ tô thế nào đâu nghe thấy những lời này tô sán cũng nhất thời bình tĩnh lại đúng vậy nhiệm vụ chủ yếu hôm nay của anh ta là đấu giá cá âm dương thiên nhiên nếu như tiêu tốn quá nhiều vào sợi dây chuyền này đợi lát nữa sao có thể đấu giá cá âm dương thiên nhiên cơ chứ nếu không lấy được cá âm dương thiên nhiên kia về tay, anh ta cũng không biết làm thế nào giao nộp lại cho gia tộc. Ngay cả nhiệm vụ tô ra giao phó mà cũng không làm được. Như vậy sau này anh ta làm gì còn có tư cách cạnh tranh vị trí chủ nhân cơ chứ? Nghĩ tới đây, sắc mặt tô sán cũng khó coi tới cực điểm. Sau một hồi xoắn suýt thật lâu, anh ta chỉ có thể cắn răng, không cam lòng từ bỏ, nói tôi từ bỏ. chương 473, anh không có tư cách. Bỏ sao, không phải mới vừa rồi lớn lối lắm à?" Âu Dương Hạo cười khinh miệt, sau đó mặt đầy xem thường cười khẩy nói, "Đúng là một tên nghèo kiết xác." Nghe vậy, cả người Tô Sán đều tức giận như phát điên lên, trực tiếp từ trên ghế đứng lên, chỉ vào Âu Dương Hạo, nói, "Anh nói ai nghèo kiết xác cơ? Anh nói lại một lần nữa cho tôi." "Tôi chính là nói anh đấy." Âu Dương Hạo cười lạnh một tiếng mặt đầy khinh thường nói thật ra thì hôm nay tôi đến đây thay cho lão đại của tôi tham gia đấu giá hai tỷ đối với ông chủ nhà chúng tôi mà nói ngay cả một hạt cát trong sa mạc thôi cũng không tính chỉ bằng anh thôi mà cũng dám tranh với lão đại của chúng tôi à anh xứng sao đừng đứng ở đó làm mất mặt nữa đồ rác rưởi không biết tự lượng sức mình ông chủ của anh là ai tới đây anh nói cho tôi biết tô sán nhìn chằm chằm vào âu dương hạo cắn răng lạnh giọng hỏi Muốn biết ông chủ của tôi là ai à? Anh xứng sao? Thứ rác rưởi như anh, căn bản không xứng biết tên của ông chủ tôi. Bởi vì căn bản anh không có tư cách. Khóe môi Âu Dương Hạo hơi cong lên, mặt đầy khinh bỉ nói. Diệp Thu ở bên cạnh nghe vậy, cũng lắc đầu cười một tiếng. Âu Dương Hạo này, thật sự chơi quá sành mà, thế này hoàn toàn là đem Tô Sán chọc tức rồi, đúng như dự đoán. Nghe xong lời của Âu Dương Hạo, cả người tô sán giận đến phát điên lên. a à, 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 đồ khốn kiếp, ông đây liều mạng với mày. Tô sán giống lên, định lao người về phía Âu Dương Hảo. Chuyện phun, Vương Đặc Nam thấy vậy, vội vàng đưa tay ôm lấy tô sán, khuyên nhủ thiếu gia tô, bất giận, bất giận, ngàn vạn lần đừng mắc bẫy của đối phương. Bẫy cái quái gì mà bẫy, ông đây hôm nay phải giết chết hắn ta, còn có cả ông chủ chó má gì kia nữa. Ông đây sẽ giết chết toàn bộ bọn chúng. Tô Sán vô cùng tức giận hét lên. Những chuyện này, sau hôm nay chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn. Bây giờ anh đừng để bị xúc động, nếu ở chỗ này động thủ đánh người, anh sẽ bị an ninh đuổi ra ngoài. Đến lúc đó anh sẽ không thể tham dự đấu giá cá âm dương thiên nhiên được cả. Đừng quên nhiệm vụ chính của anh. Vương Đặc Nam liền vội vàng nói. Nghe vậy, Tô Sán chợt sửng sốt, khôi phục lại tỉnh táo. Đúng vậy, hôm nay anh ta mang theo nhiệm vụ của Tô ra tới. Nếu chuyện hôm nay làm không xong được, sau này còn lấy cái gì mà cạnh tranh vị trí chủ nhân được chứ? Nghĩ tới đây, Tô Sán liên tục hít thở sâu nhiều lần, lúc này mới xem như khôi phục lại tâm tình. Sau đó trợn mắt nhìn Âu Dương Hạo, lạnh lùng nói, nhóc con, mày đợi đó cho tao. Đợi buổi đấu giá này kết thúc, chúng ta tính toán với nhau. Còn có ông chủ sau lưng mày nữa, tao nhất định sẽ cho anh ta biết, cùng Tô Sán tao, cùng đối nghịch với Tô gia sẽ có kết quả như thế nào? Anh ta xong đời rồi. Ồ, phải không? Âu Dương Hạo hít mắt, khóe môi cong lên một nụ cười đầy hài hước. Ngay sau đó, anh ấy nghiêng đầu nhìn Diệp Thu. Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Chuyện gì thế này, anh không đích thân ra tay mà cũng bị cuốn vào mối thù này à. Xem ra bản thân mình đúng là một người thu hút những oán hận mà. Hừ, chúng ta đợi mà xem. Tô Sán hừ lạnh một tiếng sau đó tức giận ngồi lại trên ghế. Người chủ trì buổi đấu giá thấy vậy, bèn biết Tô Sán đã hoàn toàn từ bỏ. Ông ta nhìn lướt qua mọi người ở đây, hỏi, hai tỷ, còn có ai tiếp tục ra giá không? Toàn bộ mọi người trong hội trường không một ai dám lên tiếng cả. Đùa gì thế? Hai tỷ nhân dân tệ, rất nhiều người ở đây cho dù đập nổi bán sắc cũng không đủ ấy chứ. 130 triệu lúc trước đã đủ dọa sợ bọn họ rồi. Chứ đừng nói gì là 2 tỷ. Thấy không ai trả lời lại. Người chủ trì buổi đấu giá trực tiếp giờ búa lên gõ. Hô, 2 tỷ lần thứ nhất, 2 tỷ lần thứ hai, 2 tỷ lần thứ ba. Bộp, tiếng gõ búa vang lên. Cứ như vậy. Sợi dây truyền ngọc bích được đặt tên là trái tim vĩnh hằng. Kia đã được Âu Dương Hảo mua với mức giá kinh người, 2 tỷ nhân dân tệ. Mà khách hàng chân chính, ông chủ sau lưng bước màn. Thật ra lại là Diệp Thu chỉ là chuyện này, sợ rằng trước mắt chỉ có Âu Dương Hạo cùng Diệp Thu biết mà thôi. Chúc mừng anh, anh đã dùng 2 tỷ của mình để mua được trái tim vĩnh hằng này. Sau khi buổi đấu giá kết thúc, nhân viên kinh doanh sẽ liên lạc với anh sau. Người chủ trì buổi đấu giá nhìn Âu Dương Hạo, mặt đầy cung kính nói. Bởi vì một lần đấu giá như thế, ít nhiều gì ông ta cũng có thể thu về mấy trăm nghìn tiền hoa hồng. Mà đây đều là công lao của Âu Dương Hạo. Nếu như không phải có quá nhiều người ở hội trường này, ông ta cũng hận không thể quỳ xuống gọi Âu Dương Hạo là cha ấy chứ. Ừ, tôi biết rồi. Âu Dương Hạo gật đầu cười, đáp. Thưa anh, anh đã dùng 2 tỷ để mua trái tim vĩnh hằng, xin hỏi anh còn có gì muốn nói thêm không ạ? Người chủ trì buổi đấu giá mỉm cười hỏi. Muốn nói sao, con người của Âu Dương Hạo vòng vo xoay chuyển, sau đó khóe môi cong lên một nụ cười khẽ, châm chọc nói tôi muốn khuyên một người anh em đang ngồi ở đây không có tiền thì nên đi về thì hơn, vứt mặt mũi xa vạn dặm như vậy, thì chính là một đống rác rưởi rồi còn gì. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cho dù Âu Dương Hạo không nói rõ, bọn họ cũng biết Âu Dương Hạo đang muốn nói ai. Dĩ nhiên là người vừa đấu giá thất bại với Âu Dương Hạo, Tô Sán. Điều này làm cho mọi người trong lúc nhất thời rối rít nhìn về phía Tô Sán. Mà Tô Sán thật vất vả lắm mới bình tĩnh lại. Vừa nghe thấy những lời này của Âu Dương Hạo, cả người nhất thời bùng nổ. Anh ta trực tiếp đứng dậy khỏi ghế, trợn mắt nhìn Âu Dương Hạo, cả giận nói, nhóc con, mày nói ai là đống rác rưởi hả? Tôi có nói rõ là người nào sao? Đừng nói là tự nhận mình đấy nhé, hay là trong lòng anh cho rằng mình là một đống rác rưởi thật? Khóe môi Âu Dương Hạo cong lên một nụ cười khinh bỉ, mặt đầy vẻ bông đùa nói. Anh, Tô Sán thật sự sắp phát điên lên rồi. Còn người thiếu chút nữa rơi cả ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe môi Diệp Thu hơi cong lên. Anh biết, đây là Âu Dương Hạo đang vì mình cùng Lâm Thanh Nhã chút giận. Khoan hãy nói đến chuyện gì khác, riêng chuyện chọc tức người khác tức chết thì tên này đúng là số một. Nghĩ tới đây, Diệp Thu cũng lắc đầu cười một tiếng. Tuy nhiên, nụ cười này lại vừa vặn rơi vào mắt của Tô Sán. Giờ khắc này Tô Sán đang vô cùng bực bội. Nụ cười này của Diệp Thu tự nhiên bị anh ta hiểu thành cười nhạo mình. Vốn dĩ lửa giận đã lên cao, có thể phun ra bất cứ lúc nào. Vẫn còn chưa biết rõ thân phận của Âu Dương Hạo là gì nên anh ta không dám động đến. Nhưng Diệp Thu chỉ là một tên ở rể, anh ta hoàn toàn không để vào mắt mình. Vì vậy, lúc này, Tô Sán trực tiếp đem tức giận của mình nhắm vào Diệp Thu, gầm thét lên, "Diệp Thu, mày cười cái gì? Đang cười nhạo ông đây sao?" một tên ở rể ăn bám phế vật như mày mà dám cười nhạo tao à, có tin tao không để cho mày sống qua hết ngày mai không? Thật là quá đáng mà, chương 474, cá âm dương xuất hiện, hử. Lâm Thanh nhã hơi sửng sốt, ngay sau đó không nhịn được cười xòa, không còn chút tức giận nào cả. Tuy nhiên, Tô Sán nghe lời của Diệp Thu xong, lại giận đến phát điên lên, giận giữ hướng về phía Diệp Thu hét lên, Diệp Thu, anh mắng ai là chó hả? Có bản lĩnh anh nói lại lần nữa cho tôi. Cậu Tô à, tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh vào giờ phút này, dù sao cũng bị người ta cướp đồ đi mà. Tâm trạng không tốt có thể hiểu được, nhưng giống như một con chó điên ở đây cắn người như vậy, lại là chính anh không đúng. Diệp Thu liếc mắt nhìn Tô Sán, thản nhiên nói: Anh nói ai là chó điên hả? Cướp đồ của tôi cũng không phải là anh, anh ở đây đắc ý cái gì chứ? Người này có liên quan gì tới anh hả? Tô Sán cắn răng hung dữ nói tôi chưa nói có liên quan gì tới tôi cả nhưng nhìn anh bị vả mặt tôi đúng là cảm thấy rất thoải mái hơn nữa lúc nãy tôi đã nói với anh rồi đừng nói lời tự mãn như vậy kết quả anh lại không nghe lần này quá mất mặt rồi đúng không nếu tôi là anh tôi đã sớm không còn mặt mũi ở chỗ này nữa rồi diệp thu mặt đầy khinh bỉ nói hừ anh thì biết cái gì chứ ông đây gọi cái này là để dành vốn bởi vì ông đây còn có mục tiêu quan trọng hơn không thể cứ ở chỗ này giống như một đứa trẻ vì một sợi dây chuyền mà đánh mất lý trí vậy được huống chi anh có tư cách gì mà nói tôi cướp đi sợi dây chuyền này cũng không phải là anh có bản lĩnh thì anh tự mình tham gia đấu giá đi anh có bản lĩnh đó hả à? nhìn ông đây ngược chết anh thế nào tô sán hừ lạnh một tiếng mặt đầy khinh thường khiêu khích nói nhưng mà anh ta lại không biết rằng người chân chính lấy được sợi dây chuyền chính là diệp thu Âu Dương Hạo chỉ là thay mặt thực hiện mà thôi. Nếu Tô Sán biết được chuyện này, thật không biết trong lòng anh ta sẽ có mùi vị gì nữa. Đoán chừng sẽ hộc máu tại chỗ mất. Đương nhiên, Diệp Thu cũng lời nói nhiều với Tô Sán. Anh chỉ cười một tiếng, nhìn Tô Sán, mặt đầy vẻ bông đùa, hỏi, vậy xin hỏi mục tiêu quan trọng của anh là gì? Đá âm dương cuối cùng đấy à? Không sai, thế nào? Anh có ý kiến gì à? Tô Sán gật đầu, mặt đầy kiêu ngạo nói. Vậy lát nữa đến món đấu giá cuối cùng đó, chúng ta nhất quyết hơn thua. Diệp Thu thản nhiên nói. Tô sán hơi ngẩn ra, sau đó phá lên cười mỉa mai, ha ha ha, tôi không nghe lầm đấy chứ. Ý của anh là, các anh cũng muốn tham gia đấu giá cá âm dương sao? Đừng đùa vậy chứ, chỉ bằng chút của cái kia của lâm ra các anh, mà cũng dám cạnh tranh cá âm dương với tô ra sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình, lấy trứng trọi đá mà tô sán tôi hôm nay sẽ đem tất cả tài sản đặt ở nơi này đá âm dương thiên nhiên này tô gia của chúng tôi đã định ai cũng đừng nghĩ tới việc cướp đi vậy sao khóe môi diệp thu hơi cong lên mặt đầy hài hước nói tôi vẫn là câu nói cũ đừng nói trước điều gì cả cẩn thận bị vả vào mặt đấy ồ vả mặt sao mới vừa rồi sợi dây chuyền kia chỉ là tôi không cần thôi cho nên mới từ bỏ đợi lát nữa đến cá âm dương tôi bắt buộc phải có không ai có thể làm đối thủ của tôi được đâu. Tô Sán khinh miệt cười một tiếng, tràn đầy tự tin nói. Anh ta thấy, Âu Dương Hạo vì mua sợi dây chuyền kia, đã tiêu tốn mất 2 tỷ, chắc chắn đã hết tiền. Mà những người ở đây, bàn về tài lực, không ai có thể là đối thủ của Tô ra cả. Bao gồm cả Lâm Thanh Nhã. Cho nên lát nữa tranh đấu giá cá âm dương, chắc chắn sẽ không có ai cản đường anh ta được nữa. Đây là địa bàn của Tô Sán anh ta. Tuy nhiên, anh ta coi thường Âu Dương Hạo thì cũng chính là nói coi thường vào tài lực của Diệp Thu. 2 tỷ, đối với Diệp Thu mà nói, không khác gì một sợi lông cả. Đừng nói là Diệp Thu hôm nay xài 2 tỷ, cho dù là 100 tỷ cũng không tính là gì cả. Dĩ nhiên những chuyện này Tô Sán không thể nào biết được. Buổi đấu giá vẫn tiếp tục sau sợi dây chuyền trái tim vĩnh hằng bầu không khí của hội đấu giá như được đẩy đến cao chiều dù thế nào thì ở phòng giao dịch cực ngọc thiên nguyên này đã lâu rồi không xảy ra cuộc tranh giá nào cao cấp như vậy huống chi còn chỉ là một sợi dây chuyền đây là chuyện khó có thể tưởng tượng nổi mà mức độ cạnh tranh của mấy món đồ kế tiếp không kịch liệt như trái tim vĩnh hằng lúc nãy mặc dù đều là những món đồ đấu giá chất lượng cả nhưng đều không thể so sánh được với sợi dây chuyền đó bởi vì vừa rồi, cả Tô Sán và Âu Dương Hạo đều nhúng tay vào. Còn về phần những món đồ này mức giá cả đều xoay quanh mức cân bằng. Thậm chí, tổng giá trị của mấy món đồ đấu giá đó cộng lại còn chưa cao bằng giá của sợi dây chuyền trái tim vĩnh hằng. Dần dần, buổi đấu giá đã bắt đầu đến gần hồi cuối. Tuy nhiên, hứng thú của mọi người vẫn không hề bị suy giảm chút nào cả. Ngược lại ai nấy đều mở to mắt ra, trên mặt hiện đầy vẻ mong đợi. Bởi vì, món đồ đấu giá chính đã trào sân. Đó là cá âm dương thiên nhiên. Chuyện này làm cho toàn bộ hội trường lại một lần nữa lên cao trào sau, trái tim vĩnh hằng, lúc nãy. Trong ánh mắt mong đợi của mọi người, người đẹp mặc áo dài bưng một cái khay lên, đi tới sân khấu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người ở hội trường đều tập trung trên chiếc khay. Mặc dù trên khay còn đậy tấm vải màu đen, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người đều đã trở nên phát hỏa thưa quý ông quý bà cuối cùng cũng đã tới màn chính của ngày hôm nay trên mặt của người chủ trì buổi đấu giá cũng hiện đầy sự hưng phấn ngay sau đó đưa tay lấy tấm vải đen trên khay xuống một đôi cá âm dương thiên nhiên được tạo hình hiện ra trước mặt mọi người chính là do diệp thu lúc trước ở nhà của lý nguyên phổ đã mở ra một đôi này giờ phút này hai khối ngọc thạch một trắng một đen kia đang nằm chung một chỗ hình thành nên một thái cực đồ tương đối thần kỳ thấy vậy hô hấp của tất cả mọi người nhất thời trở nên rồn rập thứ tốt quả nhiên là thứ tốt mà không hề có dấu vết nhân tạo nào quả nhiên là đá âm dương được thiên nhiên tạo thành báu vật nhân gian nếu có thể bỏ báu vật này vào trong túi vậy thì thật sự hết sức đáng giá ha ha nếu tôi có thể mua lại được bảo bối này tôi chắc chắn sẽ thường xuyên đi ra ngoài nói về nó mất thôi trong khoảnh khắc này trong ánh mắt của tất cả mọi người đều hận không thể cất hai viên đá âm dương này về làm của riêng cho dù là lâm thanh nhã cũng vậy ngay giây phút nhìn thấy cặp đá âm dương kia ánh mắt cô chưa bao giờ rời khỏi nó thậm chí diệp thu nói chuyện với cô cô cũng không nghe thấy chuyện này làm cho diệp thu tương đối bất đắc dĩ sớm biết vậy ban đầu lúc lý nguyên phổ đưa cá âm dương này cho anh anh đã lấy rồi như vậy cũng không cần phải ồn ào ra thành thế này. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của mọi người ở đây. Chương 475, người quen cũ lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người ở đây đều hoảng sợ. Hiển nhiên, bọn họ đều không nghĩ tới. Đại sư Lý Nguyên Phổ nổi tiếng trong giới Cực Ngọc, hôm nay lại đích thân tới hiện trường như thế. Điều này thật sự khó lòng mà tưởng tượng ra nổi. Tất nhiên không thể không nói. Trong giới Cực Ngọc của Trung Quốc này, Lý Nguyên Phổ xem như là một người cực kỳ nổi tiếng. Tồn tại giống như một bậc thầy vậy, được vạn người theo đuổi. Có biết bao nhiêu người muốn xếp hàng gặp Lý Nguyên Phổ cũng không được. Mà hôm nay, Lý Nguyên Phổ lại đích thân tới hiện trường. Chuyện này làm cho tất cả mọi người đều vô cùng kích động. Diệp Thu, tôi không nghe lầm chứ? Đại sư Lý muốn đích thân tới chủ trì buổi đấu giá này sao? Lâm Thanh nhã mặt đầy kích động hỏi Diệp Thu. Em không có nghe nhầm đâu, đúng là Lý Nguyên Phổ, nhưng mà em cũng không cần kích động đến vậy chứ. Diệp Thu sờ mũi, có hơi bất đắc dĩ nói. Anh biết gì chứ? Anh có biết đại sư Lý là ai không? Lâm Thanh nhã tức giận, liếc mắt nhìn Diệp Thu, mặt đầy kích động nói: Đại sư Lý chính là bậc thầy trong giới Cực Ngọc của Trung Hoa đấy, người cực kỳ tài giỏi. Địa vị trong giới Cực Ngọc của ông ấy không ai sánh bằng cả. So với đại sư thôi gì trước đó, chắc chắn chỉ là trò cười mà thôi. Đại sư Lý, mới thật sự là một đại sư Cực Ngọc, người không có đối thủ. Tuy nhiên, Lâm Thanh Nhã lại không biết rằng, người ngồi trước mặt cô ấy vào giờ phút này, Diệp Thu, lại chính là thần Cực Ngọc trong truyền thuyết. Mà đại sư Lý trong miệng cô đã nhiều lần muốn bái Diệp Thu làm thầy, kết quả đều bị Diệp Thu từ chối. Nếu để cho cô biết những chuyện này, không biết cô sẽ có biểu cảm như thế nào nữa. Lợi hại đến vậy à? Diệp Thu Vội vàng giả bộ cực kỳ kinh ngạc. Đâu chỉ lợi hại không đâu, trong giới Cực Ngọc này, ông ấy căn bản là không có đối thủ. Vẻ mặt Lâm Thanh nhã đầu sùng bái, sau đó lẩm bẩm nói, không được, đợi lát nữa phải nghĩ cách gặp riêng đại sư lý, trang sức cùng Cực Ngọc vốn có liên hệ với nhau. Nếu được đại sư lý đồng ý chỉ điểm một chút, vậy thì công ty trang sức mới thành lập của Lâm thị chắc chắn sẽ tiền đồ vô lượng. Nói tới đây, Lâm Thanh nhã hơi nhíu mày lại, có hơi lo lắng nói chỉ là không biết ông ấy có để mắt đến công ty nhỏ như của chúng ta không yên tâm đi vợ diệp thu nhẹ nhàng đưa tay vỗ bả vai lâm thanh nhã cười nói đợi lát nữa đấu giá xong anh sẽ đi nhờ ông ấy giúp thử xem ông ấy nhất định sẽ đồng ý thôi thật ra thì diệp thu muốn nói một khi anh mở miệng thì lý nguyên phổ sẽ không dám cự tuyệt đâu chắc chắn sẽ tới tuy nhiên nếu nói thật ra như thế thì nhất định lâm thanh nhã sẽ xem anh thành bệnh thần kinh anh sao lâm thanh nhã mặt đầy kinh ngạc nói với diệp thu sao vậy chẳng lẽ không thể à diệp thu cười nói diệp thu thật lòng tôi không phải xem thường anh nhưng đại sư lý là người nào chứ ngay cả tôi chưa chắc có thể nói chuyện được với ông ấy cho dù là ông nội của chúng ta người đứng đầu nhà họ lâm cũng chưa chắc có thể làm ông ấy để mắt tới anh cảm thấy ông ấy có thể cho anh mặt mũi sao lâm thanh nhã bĩu môi nghi ngờ nhìn diệp thu nói để xem tình hình thế nào, nói không chừng lúc đó tâm trạng ông ấy tốt. Không có chuyện gì không đồng ý thì sao? Diệp Thu tuyết miệng cười nói. Vẫn nên thôi đi, người như ông ấy, mỗi ngày tiếp xúc với biết bao nhiêu người cấp cao. Người giống như anh, ông ấy sẽ không để vào trong mắt mình đâu. Lâm Thanh nhã lắc đầu, vốn dĩ không tin Diệp Thu có thể thành công. Như vậy đi vợ, chúng ta đánh cược thế nào? Con người của Diệp Thu vòng vo xoay chuyển, khóe môi cong lên một nụ cười nghịch ngợm. Đánh cược gì cơ? Lâm Thanh Nhã nghi ngờ nói. Nếu đợi lát nữa buổi đấu giá kết thúc, anh thành công gặp được đại sư Lý Nguyên Phổ, hơn nữa còn thuyết phục ông ấy đến công ty chúng ta làm cố vấn, vậy em liền thưởng cho anh một cái hôn nhé, thế nào? Diệp Thu mỉm cười nói. Nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã lập tức đỏ lên. Cô vốn dĩ muốn cự tuyệt, nhưng cô lại thay đổi suy nghĩ lấy thân phận của Diệp Thu, làm sao có thể tiếp xúc được với Đại sư Lý Nguyên Phổ cơ chứ? Chứ đừng nói tới chuyện thuyết phục được Lý Nguyên Phổ tới tập đoàn Lâm Thị làm cố vấn. Căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, chỉ bằng tương kế tự kế, lợi dụng cơ hội này, tìm ra được vài bí mật của Diệp Thu. Nghĩ tới đây, Lâm Thanh nhã chợt gật đầu, giọng điệu lạnh lùng nói, được rồi, tôi đồng ý với anh. Nhưng nếu anh không làm được thì thế nào? Em nói đi. Diệp Thu cười nói, "Nói cho tôi một bí mật có liên quan đến anh, hơn nữa phải là sự thật. Nếu không, để cho tôi biết anh lừa tôi, vậy thì anh đừng bao giờ mơ tới việc ở cùng một chỗ với tôi." Còn người Lâm Thanh Nhã lóe lên vẻ giảo hoạt, cười lạnh nói, "Nghe vậy?" Diệp Thu cũng hơi sững sờ. Xem ra Lâm Thanh Nhã đây là muốn lật mặt anh đây. Tuy nhiên lần này, tâm tư nhỏ của cô chỉ sợ là vô ích rồi. Nghĩ tới đây, diệp thu cũng lập tức gật đầu đồng ý nói được đồng ý đợi lát nữa buổi đấu giá kết thúc tôi đi tìm đại sư lý nguyên phổ ngay tôi đợi tin tốt từ anh lâm thanh nhã khe cười gật đầu cô thấy diệp thu chắc chắn sẽ thua thôi chúng ta hãy vỗ tay để bầu không khí nóng hơn nữa được không ạ người chủ trì buổi đấu giá nhìn mọi người cười nói bốp 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 khoảnh khắc này phòng đấu giá vang lên từng tràng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt. Trong những làn sóng vỗ tay đó, Lý Nguyên Phổ mặc đường trang màu đen đi từ sau sân khấu ra, đi tới bục nói phía trước. Mọi người nhìn thấy Lý Nguyên Phổ, trên mặt lập tức kích động, giống như fan hâm mộ nhìn thấy thần tượng idol của mình vậy. Mà ở trong lòng của mọi người, Lý Nguyên Phổ chính là thần tượng của bọn họ. Đại sư Lý, xin chào. Người chủ trì buổi đấu giá vội vàng tiếng lên nghinh đón, bắt tay chào hỏi Lý Nguyên Phổ, trên mặt hiện đầy sự cung kính. "Xin chào." Lý Nguyên Phổ khẽ mỉm cười. "Vậy kế tiếp, việc đấu giá cá âm dương thiên nhiên này xin giao lại cho ông chủ trì, tôi sẽ ở bên cạnh cố gắng hỗ trợ cho ông." Người chủ trì buổi đấu giá cực kỳ cung kính nói. "Ừ." Lý Nguyên Phổ gật đầu, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn về phía mọi người. "Chỉ là trong khoảnh khắc đó, ánh mắt của ông liền mắt được Diệp Thu trong đám người điều này làm cho sâu trong con người lóe lên vẻ ngoài ý muốn cùng kích động. Mọi người ở đây xem ông là thần tượng, nhưng thần tượng của ông lại là Diệp Thu. Nói thật, ông cũng không nghĩ tới hôm nay Diệp Thu vậy mà lại đến đây. Chuyện này đối với ông mà nói, chắc chắn là một niềm vui ngoài ý muốn. Ông ấy bèn không tự chủ được mà nhìn về phía Diệp Thu nhiều hơn. Audio điện tử võ tấn bền chương 476, lại giao chiến lần nữa toàn bộ mọi người trong hội trường đều hiện lên vẻ kinh sợ. Ông trời của tôi ơi, xem ra bạn của Đại Sư Lý cũng là một bậc thầy. Lại có thể mở được cá âm dương thiên nhiên này mở ra từ nguyên thạch mà không tổn hại gì cả. Chuyện này nếu không có kỹ thuật chắc chắn sẽ không thể làm được. Đúng vậy, kỹ thuật cắt đá thật sự quá trâu bò, nếu không có bản lĩnh cắt đá tinh xảo, thì cá âm dương thiên nhiên này cho dù có mở được, cũng nhất định sẽ có chút không trọn vẹn không thể hoàn mỹ giống như bây giờ được châu bò thật đúng là bậc thầy mà đúng là làm cho chúng ta phải bội phục trong lúc nhất thời mọi người đang ngồi bàn luận sôi nổi thể hiện sự thán phục với người cắt đá này mà diệp thu ngồi trong đám người nghe những lời nói tán dương mình thế này nói thật anh đúng là có hơi ngượng ngùng ngay tại lúc này một người nào đó ngồi ở ghế khách quý không nhịn được mà nhìn lý nguyên phổ mặt đầy tò mò hỏi đại sư lý người bạn này của ông rốt cuộc là ai vậy cậu ấy là một bậc thầy mà tôi vô cùng sùng bái tôi vẫn luôn muốn bái cậu ấy làm thầy chỉ tiếc là từ đầu đến cuối đều bị từ chối lý nguyên phổ kết miệng cười nói nghe ông nói vậy tất cả mọi người trong hội trường đều cả kinh đại sư lý ông đang đùa với chúng tôi đấy sao lấy kỹ thuật cược ngọc của ông chẳng lẽ còn phải cần thầy để bái sư nữa à ông đã là bậc thầy rồi, chẳng lẽ thực lực của người này còn ở trên cả ông nữa sao? Người nọ không nhịn được mà hỏi tới. Dĩ nhiên, Lý Nguyên Phổ vô cùng khẳng định gật đầu, mặt đầy sùng bái nói, trước mặt cậu ấy, tôi căn bản không được xem là cái đinh gì cả. Khoảng cách tranh lệch giống như đom đóm cùng trăng sáng vậy. Thành tựu của cậu ấy trong giới cực ngọc hơn tôi rất rất nhiều, có thể nói là một bậc thầy chân chính, vị thần trong giới cực ngọc. Nói xong, trong lúc lơ đáng ông ấy bèn đưa mắt nhìn về phía diệp thu trong ánh mắt đều mang theo vẻ sùng bái điều này khiến cho diệp thu có chút không biết làm sao mà mọi người ở đây lại bị những lời này của lý nguyên phổ dọa sợ đến ngây người nên biết rằng trong nhận thức của bọn họ lý nguyên phổ ở trong giới cực ngọc đã là một sự tồn tại mang đẳng cấp khác rồi không ai có thể vượt qua được ông cả tuy nhiên hôm nay nghe theo ý của lý nguyên phổ người kia so với ông còn trâu bò hơn rất nhiều lần điều này thật sự là quá khó tin mà dù sao lý nguyên phổ cũng đã là bậc thầy rồi có người còn có thể lợi hại hơn nhiều so với lý nguyên phổ sao vậy phải lợi hại đến trình độ nào chứ mọi người không có cách nào tưởng tượng ra nổi diệp thu anh nói xem người lợi hại hơn đại sư lý đến tột cùng là người như thế nào chứ anh ấy sẽ là người ra sao nhỉ lâm thanh nhã nhìn diệp thu mặt đầy tò mò hỏi anh đoán, chắc hẳn lớn lên anh ấy sẽ trông khá đẹp trai." Diệp Thu tết miệng cười đùa nói, "Có đẹp trai hay không không quan trọng, mà mấu chốt là người ta có bản lĩnh thật sự. Có cơ hội, thật sự muốn thấy mặt anh ấy một lần." Lâm Thanh nhã bĩu môi, mặt đầy trông đợi nói, "Nghe vậy?" Diệp Thu bất đắc dĩ lắc đầu cười một tiếng. Vào giờ phút này, anh muốn nói cho Lâm Thanh nhã biết, thật ra người ở trong miệng của Lý Nguyên Phổ kia, mỗi ngày cô đều gặp nhưng nếu nói như vậy, thân phận của anh cũng sẽ bị bại lộ. Nhiều một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Trước mắt vẫn nên tạm thời giấu tiếp vậy. Được rồi, quay lại chuyện chính, bây giờ chúng ta bắt đầu đấu giá cá âm dương thiên nhiên này nào. Lý Nguyên phổ thu hồi suy nghĩ của mình lại, sau đó nhìn mọi người rồi trực tiếp nói, Phỉ Thúy thiên nhiên thành hình, hơn nữa còn là một đôi, đây là điều cực kỳ quý hiếm, không cần tôi nói nhiều nữa đúng không? Bây giờ bắt đầu đấu giá nào. Giá khởi điểm là 100 triệu. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100.000, đấu giá bắt đầu. Cùng với lời của Lý Nguyên Phổ vừa nói ra, âm thanh đấu giá lại bắt đầu vang lên kịch liệt trong hội trường. Dù sao đa số mọi người hôm nay tới đây đều là vì cá âm dương thiên nhiên này. Hơn nữa còn là Lý Nguyên Phổ tự mình chủ trì buổi đấu giá. Vậy nên dĩ nhiên bọn họ phải điên cuồng tranh đoạt rồi. 105 triệu. 108 triệu. 120 triệu. Giá của cá âm dương thiên nhiên giống như hỏa tiến vậy, thẳng tắp lên cao. Biên độ giá so với sợi dây truyền ngọc bích trước đó còn lớn hơn rất nhiều. Chỉ trong chốc lát, liền đột phá lên 200 triệu. Hơn nữa tốc độ tăng còn không hề có dấu hiệu dừng lại, ngược lại còn có khuynh hướng dần tăng lên thêm. Không ít người ở đây đều hăng máu, không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn lấy cá âm dương này bắt về tay mình. Âm thanh đấu giá nối liền không dứt, Giá của cá âm dương lại một đường dâng cao lên. Chỉ chốc lát sau, từ giá vốn khởi điểm là 100 triệu, đã thổi phồng lên đến 450 triệu. Lúc này, tiếng đấu giá mới xem như dần yếu đi, bởi vì giá tiền này bắt đầu vượt qua phần lớn năng lực chịu đựng của nhiều người. Thấy vậy, Lâm Thanh Nhã biết thời cơ ra giá của mình đã đến, trực tiếp mở miệng nói, 500 triệu. Lời này vừa nói ra, toàn bộ người trong hội trường lập tức yên tĩnh lại khoảnh khắc này, không có ai theo nữa cả. Dù sao 450 triệu cũng đã để cho rất nhiều người không dám theo nữa rồi. Lâm Thanh Nhã trực tiếp nói ra giá 500 triệu, dĩ nhiên lập tức đã loại bỏ không ít ý niệm muốn tiếp tục đấu giá của mọi người rồi. Tuy nhiên, còn chưa đợi Lâm Thanh Nhã cao hứng. Tô Sán ngồi ở ghế khách quý đã dơ thẻ đấu giá trong tay lên, mặt đầy đùa cợt nói 600 triệu. Nói xong, anh ta còn không quên quay đầu lại nhìn Lâm Thanh Nhã, trên mặt đều là vẻ cười nhạt khiêu khích. Gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã nhất thời run lên, cắn răng, lạnh lùng nói 650 triệu. 700 triệu. Tô sán không chút nghĩ ngợi, trực tiếp tăng giá. Ngay sau đó, anh ta nhìn về phía Lâm Thanh Nhã, mặt đầy vẻ coi thường nói, bỏ đi, sợ dây chuyển cô không thể đấu giá lại tôi, vậy thì cá âm dương cũng thế. Hôm nay tô sán tôi đặt toàn bộ tiền ở chỗ này, để cá âm dương thuộc về mình. hừ vậy thì cứ nhìn thử xem. Lâm Thanh Nhã hừ lạnh, sau đó trực tiếp tăng giá nói, 750 triệu. 800 triệu. Tô Sán cười lạnh nói. Mà lúc hai người họ bắt đầu đấu giá. Đám người còn lại nhất thời không dám nhúng tay vào, chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn vào. Chỉ chốc lát sau, giá cả liền tăng vào đến 1 tỷ rưỡi. Mà đây đã là cực hạn của Lâm Thanh Nhã. Lần dự tính này của cô, tổng cộng chỉ có như vậy. Nếu tiếp tục ra giá, Cô thật đúng là không còn tiền để tiếp tục tranh giá nữa. Mà ngay lúc này, khóe miệng Tô Sán hơi cong lên, mặt đầy coi thường nói, 1 tỷ 6. Lời này vừa nói ra, sắc mặt Lâm Thanh Nhã nhất thời trở nên cực kỳ khó coi. Quả thực không thể cạnh tranh lại Tô Sán được. Điều này khiến cho Lâm Thanh Nhã rất không cam lòng. Dù sao hôm nay cô đến đây cũng là vì cá âm dương thiên nhiên này. Tiếc rằng quyết tâm cô có, nhưng tài lực lại chưa đủ số tiền mà tập đoàn Lâm Thị trước mắt có thể trích ra, cũng chỉ có 15 tỷ mà thôi. Nếu nhiều hơn nữa, sẽ khiến vốn gốc bị ảnh hưởng mất. Mà đối với một công ty, vốn gốc bị ảnh hưởng sẽ gây hậu quả rất kinh khủng. Rất có thể sẽ đưa tới một loạt các vấn đề. chương 477, đích thân ra tay mặt đầy không cam lòng thở dài một hơi. Lâm Thanh nhã cắn răng, ngay sau đó chỉ có thể bỏ thẻ đấu giá trong tay xuống, không cam lòng nói tôi từ bỏ nghe thấy lời này. Tô sán đắc ý tới cực điểm, mặt đầy vẻ coi thường nhìn lâm thanh nhã diếu cợt nói, ồ, sao lại bỏ nữa rồi. Một tỷ sáu cũng không dám theo nữa sao, quả nhiên dáng vẻ nhà họ lâm vẫn nghèo như thế, nghèo đến mức làm người ta đau lòng mà. Tô sán, anh nói chuyện chú ý một chút, nếu anh tiếp tục làm nhục lâm ra, tôi sẽ không nể mặt anh nữa đâu. Lâm thanh nhã trực tiếp đứng lên khỏi ghế, trợn mắt nhìn tô sán, lạnh giọng nói. Sao thế, nhà họ lâm không có tiền còn không để tôi nói sao chẳng lẽ không phải sự thật là vậy sao nếu có tiền vậy thì mời cô tiếp tục đấu giá cùng tôi có bản lĩnh thì đừng bỏ khóe miệng tô sán hơi cong lên cực kỳ phách lối nói đúng vậy đấu giá thua còn không để người ta nói à có bản lĩnh thì tiếp tục theo với tô thiếu của chúng tôi đi vương đặc nam lúc này cũng đứng lên mặt đầy vẻ đắc ý diếu cợt nói đáng ghét lâm thanh nhã cắn chặt răng đừng hỏi có bao nhiêu tức giận. Tuy nhiên, cô lại vô lực phản bác. Bởi vì bây giờ cô đúng là không thể cầm ra được quá nhiều tiền, tiếp tục cạnh tranh cùng tô sán được nữa. Không thể làm gì được. Cô chỉ có thể trợn mắt với tô sán cùng Vương Đặc Nam, sau đó ngồi lại ghế. Thấy vậy, tô sán cùng Vương Đặc Nam nhất thời đắc ý tới cực điểm. Ha ha, tôi đã nói rồi, cả âm dương thiên này không ai có thể cạnh tranh được với tôi cả, về phần nhà họ lâm các cô, cũng chỉ là một đám hỗn tạp mà thôi. Tô sán mặt đầy đắc ý cười to nói. Đúng vậy, đúng vậy, thiếu gia tô có tiền như vậy, ai mà dám cạnh tranh với thiếu gia tô chứ? Thế không phải đơn thuần là tìm ngược à? Vương Đặc Nam vội vàng nịnh nọt nói. Chuyện này làm cho tô sán nhất thời càng thêm đắc ý, sau đó trực tiếp quay đầu nhìn về phía người chủ trì buổi đấu giá, mặt đầy đắc ý nói, này, bây giờ đã không còn người nào đấu giá nữa, nhanh tuyên bố đi chứ. Đầu tiên người chủ trì buổi đấu giá nghiêng đầu nhìn về phía Lý Nguyên Phổ, dò hỏi, đại sư ý, ông xem. Lý Nguyên Phổ nhướng mày, ngay sau đó cũng gật đầu, nhàn nhạt, nhạt nói tuyên bố đi. Được rồi, người chủ trì buổi đấu giá lúc này mới dám nâng búa đấu giá lên, nói, một tỷ sáu lần thứ nhất. Một tỷ sáu lần thứ hai. Một tỷ, tuy nhiên, lời của người chủ trì buổi đấu giá còn chưa nói hết thì ngay tại lúc này, một giọng nói nhàn nhạt, nhạt đột ngột vang lên. Đừng vội chứ, tôi ra giá, một tỷ bảy. Lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người đều sửng sốt, mà nụ cười đắc ý trên mặt tô sán cũng cứng đờ lại. Bọn họ còn cho người mở miệng là Âu Dương Hạo trước đó đã đấu giá cùng tô sán. Nhưng mà, khi bọn họ nghiêng đầu nhìn về phía âm thanh truyền đến từ phía sau, lại phát hiện chủ nhân của giọng nói kia lại là Diệp Thu. Điều này khiến cho gương mặt của tất cả mọi người trong hội trường trở nên kinh ngạc trong nháy mắt. Bao gồm cả Lâm Thanh Nhã đang ngồi bên cạnh Diệp Thu, giờ phút này cô cũng cực kỳ kinh ngạc nhìn Diệp Thu, khó hiểu hỏi, Diệp Thu, anh điên rồi phải không? Anh lấy một tỷ bảy ở đâu ra cơ chứ? Vợ à, trước hết đừng để ý tới chuyện đó, tất cả cứ giao cho anh. Khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên, sau đó trực tiếp đứng lên, nhìn người chủ trì buổi đấu giá, cười nhạt nói, vợ tôi từ bỏ, nhưng không có nghĩa là tôi cũng bỏ. Bây giờ, tôi thay thế vợ tôi tiếp tục đấu giá, tôi ra giá 1 tỷ 7. Lời này vừa nói ra, người chủ trì buổi đấu giá cũng phải ngẩn ra, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Tô Sán. Mà giờ phút này, biểu cảm trên mặt Tô Sán đừng hỏi có bao nhiêu khó coi, cả gương mặt như biến thành màu đen. Lúc nãy khi anh ta đã sắp đem trái tim vĩnh hằng về tay nửa đường cũng nhảy ra một tên trình rảo kim, dùng hai tỷ cướp lấy sợi dây truyền đi. Làm hại anh ta ở trước mặt mọi người mất hết cả mặt mũi. Mà lần này, Diệp Thu lại từ đâu chui ra. Điều này khiến Tô Sán như muốn điên lên. Anh ta hung giữ trợn mắt nhìn Diệp Thu, tức giận nói, Diệp Thu, anh bớt ở đó làm loạn đi. Anh chỉ là một tên ở dễ, tiền ở đâu ra chứ? Còn một tỷ bảy sao, 170.000 nhân dân tệ anh đã cầm được ra chưa? Tôi thấy anh là cố ý quấy rối, báo láo giá, quấy nhiễu trật tự của buổi đấu giá này." Ồ, khóe môi Diệp Thu hơi cong lên, mặt đầy vẻ bông đùa nói, "Tôi có tiền hay không, có báo láo giá hay không, chuyện này cũng không phải là chuyện anh có thể quản được đâu nhỉ. Lát nữa nếu tôi không lấy ra được tiền, người của hội đấu giá sẽ xử lý tôi. Không liên quan gì đến anh cả. Bây giờ anh chỉ cần biết, tôi có tư cách đấu giá ở đây là được." Nghe xong những lời này, Sắc mặt của Tô Sán cũng khó coi tới cực điểm. Đôi mắt kia như sắp phun lửa ra vậy. Được được được, Diệp Thu, anh có khí phách lắm. Ông đây không tin, đường đường là đại thiếu gia của Tô gia như tôi, lại không sánh bằng một tên ở rể phế vật ăn bám như anh. Tô Sán cắn răng, sau đó trực tiếp lạnh giọng nói, tôi ra giá 2 tỷ. Ông trời của tôi ơi. Toàn hội trường nhất thời phải kinh hô một trận. Bởi vì hành động lần này của Tô Sán lại trực tiếp tăng giá lên 300 triệu. Quả nhiên không hổ danh là con cháu của đại gia tộc, ra tay thật hào phóng mà. 2 tỷ mốt. Tuy nhiên, Diệp Thu lại không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đuổi theo. Đến đây, giá của cá âm dương thiên nhiên kia đã vượt qua cả sợi dây truyền ngọc bích mất rồi. Tuy nhiên lúc này sắc mặt của Lâm Thanh nhã lại khó coi tới cực điểm. Cô không biết suốt cuộc Diệp Thu đang làm gì. 2 tỷ mốt, một khoản tiền lớn như vậy cho dù là cô trước mắt cũng không thể lấy ra được diệp thu làm gì có thể có nhiều tiền như vậy được cơ chứ nếu lúc này tô sán trực tiếp bỏ đấu giá diệp thu đấu giá thành công nhưng đến lúc đưa tiền anh lại không đưa ra được như vậy tiền bồi thường vì vi phạm quy định chờ đợi anh sẽ là một khoản cách xù nếu như phòng giao dịch cực ngọc thiên nguyên này truy tố diệp thu rất có thể diệp thu sẽ bị giữ lại thậm chí còn dính tới tiền sự mất hậu quả cực kỳ nghiêm trọng nghĩ tới đây lâm thanh nhã vội vàng trợn mắt nhìn diệp thu nhỏ giọng khuyên can diệp thu anh đủ rồi đấy dừng đấu giá lại cho tôi vợ à tin tưởng anh anh không làm chuyện gì mà không nắm chắc đâu diệp thu cúi đầu nhìn lâm thanh nhã cười nói anh có nghĩ đến hậu quả của việc này không một khi anh đấu giá thành công nhưng không có tiền trả anh sẽ ngồi tù đấy biết chứ lâm thanh nhã cắn răng có chút nóng nảy nói anh biết, nhưng xin em tin tưởng anh, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện như vậy đâu. Trong lòng anh hiểu rõ. Diệp Thu mỉm cười nói. Anh, Lâm Thanh nhã bặm môi, nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải. Mà ngay lúc này, tô sán trực tiếp tăng giá 2 tỷ 2. Hử, không phải cậu tô mỗi lần thêm là rất nhiều sao, thế nào bây giờ lại thay đổi thành từng chút một thế này. Khóe môi Diệp Thu hơi cong lên, nhìn về phía tô sán, mặt đầy nghịch ngợm hỏi. "Hừ, có bản lĩnh thì anh cứ theo, anh quản tôi thêm bao nhiêu làm gì chứ?" Tô Sán liếc nhìn Diệp Thu, không vui nói, "Chương 478, đợi mà ngồi tù đi thấy vậy." Diệp Thu hơi cong môi lên. Đối với suy nghĩ của Tô Sán, anh đã đoán trước được rồi. "Anh biết." Tô Sán đột nhiên hạ giá tiền xuống mức thấp nhất, 80-90% là vì vốn không đủ. Đã như vậy, vậy anh cũng không khách khí nữa. Nghĩ tới đây, khóe miệng Diệp Thu hơi cong lên một nụ cười hài hước, nói, nếu như anh không thể tăng thêm nữa, vậy thì để cho tôi thêm vậy, ba tỷ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều cực kỳ kinh hãi. Bởi vì lần này Diệp Thu tăng thêm khoảng chừng 800 triệu. Điều này làm cho ai nấy đều như hít phải khí lạnh. Đầm rồng hang hổ mà, đúng là không có ác, chỉ có ác hơn. Mới vừa rồi lúc Âu Dương Hạo cùng Tô Sán đấu giá, đã khiến cho bọn họ cực kỳ hoảng sợ rồi. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại, đây mới gọi là thần tiên chân chính đánh nhau. Diệp Thu, anh, Tô Sán cực kỳ tức giận, hung giữ trợn mắt nhìn Diệp Thu, hai hàm răng đánh cành cạch vào nhau. Tôi thế nào, chẳng lẽ anh có ý kiến sao? Khóe môi Diệp Thu hơi cong lên, mặt đầy vẻ bông đùa, hỏi. Anh điên rồi, thế mà lại thông qua loại phương thức này muốn ép buộc tôi từ bỏ. Vậy thì chắc chắn không thể nào, tôi nói rồi, cá âm dương kia nhất định phải thuộc về tôi. Tô sán cắn răng, hung hăng nói. Ngay sau đó, anh trực tiếp nói, 3 tỷ 200 triệu. Ha ha ha, xem ra anh thật sự không có tiền rồi. Diệp Thu cười lạnh lắc đầu, mặt đầy vui vẻ nói, để tôi xem thử, lần này vốn anh mang tới, chắc là không vượt quá 5 tỷ đâu nhỉ. Không đúng, Đoán chừng ngay cả 4 tỷ cũng chưa tới, tôi nói có đúng không? Nghe vậy, sắc mặt của Tô Sán lập tức biến đổi, bởi vì Diệp Thu đoán quá đúng. Tuy nhiên, anh ta không dám để lộ bất kỳ khác thường nào. Nếu không Diệp Thu có thể thăm dò được mình, như vậy chắc chắn sẽ không chơi được nữa. Hừ, Diệp Thu à, anh đừng quá tự phụ vậy chứ. Tôi mang theo bao nhiêu tiền, anh muốn đoán là được chắc? Tô Sán liếc mắt nhìn Diệp Thu, vô cùng xem thường nói. Ồ, phải không? Vậy dùng sự thật để nói chuyện đi." Diệp Thu cong môi cười tinh nghịch, sau đó nhàn nhạt, nhạt nói, "4 tỷ." Lại trực tiếp tăng lên 800 triệu, cách tăng giá điên cuồng này khiến cho khóe miệng của mọi người đều phải co quắp lại. Thật đúng là không có nhân tính mà. Đây có còn là người nữa không vậy? Trong lúc nhất thời, sắc mặt của Tô Sán khó coi tới cực điểm, hai hàm răng cắn chặt vào nhau. Bởi vì 4 tỷ này đã là cực hạn của anh ta nếu tiếp tục theo cho dù đấu giá thành công anh ta cũng không mua nổi thiếu gia tô sao anh không đi theo vương đặc nam thấy tô sán không nói gì cũng nghi ngờ hỏi vốn của tôi đã đến cực hạn rồi tô sán nhỏ giọng nói thế này sắc mặt vương đặc nam biến đổi ngay sau đó có chút khó hiểu nói thật là kỳ lạ dựa theo giải thích của anh diệp thu chỉ là một tên ở rể nhà họ lâm mà thôi lúc một tỷ sáu kia lâm thanh nhã cũng đã không dám theo rồi điều này nói rõ vốn của cô ta nhiều lắm cũng chỉ có một tỷ rưỡi đã như vậy diệp thu lấy đâu ra bốn tỷ cơ chứ hử tô sán nhíu mày lại sau đó ánh sáng trong mắt chợt lóe lên cắn răng hỏi ý anh là diệp thu này thật ra không có tiền mà chỉ đang làm ra vẻ gà tôi rất có thể là như vậy vương đặc nam gật đầu nếu đã nói như vậy con người của tô sán vòng vo xoay chuyển, sau đó khóe môi cong lên một nụ cười âm hiểm, vậy thì tôi từ bỏ, để cho anh ta lấy đá đập chân mình. Tôi chờ xem lúc anh ta không trả nổi tiền thì sẽ làm thế nào. Hay, thiếu gia tô, chiều này của anh thật là khéo. Ánh sáng trong mắt vương đặc nam sáng lên, giơ ngón cái lên với tô sán, nịnh nọt nói, đến lúc đó, Diệp Thu sẽ bởi vì không trả nổi tiền, mà bị phòng giao dịch truy tố hình sự, mà cá âm dương thiên cũng sẽ được mang ra đấu giá một lần nữa. Cứ như vậy, không chỉ có thể trừng trị được Diệp Thu, mà còn có thể tham gia đấu giá lại. Lấy giá tiền thấp để mua lại cá âm dương, có thể nói là một mũi tên chúng hai con chim. Ha ha, ý tôi chính là như vậy. Tô sán mặt đầy đắc ý, gật đầu nói. Lần này, tên Diệp Thu kia nhất định sẽ khóc thét lên cho xem. Thế này gọi là, tự làm bậy không thể sống mà. Ai bảo anh ta thế nào cũng muốn đối nghịch với thiếu gia tô, nhất định là tự tìm cái chết rồi. Vương Đặc Nam cười lạnh nói. Mà trong đầu anh ta, đã tưởng tượng ra hình ảnh Diệp Thu vì không trả nổi tiền, mà bị cảnh sát bắt đi. Chuyện này làm cho anh ta đừng hỏi có bao nhiêu kích động. Anh tô này, anh Diệp đã ra giá 4 tỷ, xin hỏi anh có còn muốn tiếp tục đấu giá không? Mà ngay lúc này, người chủ trì buổi đấu giá cũng nhìn tô sán, hỏi. Khóe miệng Tô Sán cong lên một nụ cười lạnh lẽo, nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thu, mặt đầy đắc ý nói: "Diệp Thu, tôi biết anh căn bản không có nhiều tiền như vậy, mà anh lại điên cuồng lên gọi giá như thế, nhất định là vì cố ý muốn nâng cao giá tiền, định hãm hại tôi đúng không? Nhưng mà xin lỗi nhé, âm mưu của anh, tôi đã đoán được rồi. Muốn lừa tôi sao? Không có cửa đâu, tôi đợi xem anh lấy đá đập chân mình thế nào. Lần này, tôi xem anh làm được gì, anh chết chắc rồi." Nói xong, Tô Sán trực tiếp nhìn người chủ trì buổi đấu giá, cười lạnh nói tôi từ bỏ. Lời này vừa nói ra, toàn bộ mọi người trong hội trường đều sửng sốt. Hiển nhiên bọn họ không ngờ tới, Tô Sán lại từ bỏ cá âm dương này. Nhưng mà đối với chuyện này, gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh nhã lại cực kỳ khó coi. Quả nhiên, tình huống xấu nhất vẫn xảy ra. Tô Sán từ bỏ, cái giá 4 tỷ đó chắc chắn sẽ không còn ai muốn đấu giá với Diệp Thu nữa. Như vậy việc Diệp Thu đấu giá thành công là lẽ tất nhiên. Con số 4 tỷ, đi đâu để kiếm ra đây? Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Nhã lại cực kỳ hối hận. Nếu sớm biết như vậy, vừa rồi dù có nói gì cô cũng sẽ ngăn cản Diệp Thu. Bây giờ thì tốt rồi, gương vỡ khó lành. Chuyện này khiến cho Lâm Thanh Nhã cảm thấy bất lực. Tuy nhiên, Diệp Thu lại không hề hoảng hốt, vô cùng bình tĩnh anh cúi đầu nhìn tô sán, mặt đầy vẻ bông đùa, nói cứ vậy mà bỏ à. Xem ra anh quả nhiên là không có tiền, hóa ra tô ra cũng chỉ có thể, thật là nghèo đến mức làm người ta thương hại mà. Hiển nhiên, Diệp Thu lại đem những lời trước đó tô sán châm chọc lâm thanh nhã để trả lại cho chính anh ta. Đối với lần này, tô sán ngược lại cũng không tức giận, mà chỉ đắc ý cười to nói, ha ha ha, Diệp Thu, anh nói thế nào cũng được. Bây giờ trong lòng anh nhất định là đang cực kỳ tức giận đúng không? Muốn lừa tôi bị hố lại không thành, kết quả tự mình hại mình. Tiếp theo, để tôi xem anh làm thế nào để thu hồi cục diện. Thu hồi cục diện? Xin hỏi tại sao tôi phải thu hồi cục diện này cơ chứ? Khóe môi Diệp Thu hơi cong lên, vui đùa nói. Chương 479, mấy ngày nay vừa lúc tôi rảnh rỗi lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người ở hội trường đều thoáng ngẩn ra, bao gồm cả Tô Sán ai nấy đều xôn xao nhìn về hướng người phát ra âm thanh. Mà chủ nhân của giọng nói này không phải ai khác. Chính là Âu Dương Hảo. Thấy vậy, sắc mặt tô sán lập tức biến đổi, nụ cười đắc ý trên mặt ngay lập tức cứng đờ lại. Anh ta hung giữ trợn mắt nhìn Âu Dương Hạo, lạnh giọng nói, nhóc con, mới vừa rồi anh nhiều chuyện cướp dây chuyền với tôi, tôi còn chưa tính sổ với anh đâu. Đừng xen vào chuyện của người khác. Sao có thể gọi là không liên quan được? Nơi này là chỗ đấu giá, ai cũng có thể đấu giá được cả. Tại sao tôi lại không thể tham gia chứ? Khóe môi Âu Dương Hảo cong lên một nụ cười nghịch ngợm, cười lạnh hỏi. Anh, anh đừng có mà quá đáng. Nếu như bây giờ anh im miệng, chuyện vừa rồi xảy ra tôi sẽ không nhắc lại. Nếu không, tôi đảm bảo, nhất định sẽ khiến anh phải chịu trách nhiệm. Tô sán cắn răng, hung dữ uy hiếp nói. Ôi chao, tôi thật là sợ quá. Tuy anh vậy, nếu muốn tới kiếm chuyện, Lúc nào tôi cũng có thể cung kính chờ đợi. Âu Dương Hạo khinh thường cười một tiếng, ngay sau đó trực tiếp nhìn về phía người chủ trì buổi đấu giá, mặt đầy vui vẻ nói, tôi ra giá 4 tỷ 100 nghìn. Người chủ trì buổi đấu giá thoáng ngẩn ra, vội vàng nhìn về phía Diệp Thu, dò hỏi, xin hỏi anh còn muốn tăng giá không? Tôi từ bỏ. Diệp Thu tết miệng cười nói. Ngay sau đó, anh trực tiếp ngồi trở lại ghế. Mà cảnh tượng này cũng khiến cho tất cả mọi người đều hơi sửng sốt. Ý gì đây? Mới vừa rồi còn lên thêm cả mấy trăm triệu cơ mà. Sao lúc này mới tăng thêm 100 nghìn đã trực tiếp từ bỏ rồi chứ? Giờ phút hiện tại, mọi người cũng không hiểu nổi. Tuy nhiên đối với chuyện này, tô sán lại tức chết. Bởi vì cứ như vậy, Diệp Thu đã thoát thân được, hơn nữa còn thối lui một cách nguyên vẹn. Cái hố mà Diệp Thu đào ra, anh cũng không hề rơi vào, kế hoạch của anh ta hoàn toàn rơi vào khoảng không lại còn bỏ lỡ uổng phí cá âm dương thiên nhiên nữa cơ chứ tô sán cực kỳ tức giận sau đó giống như bị mất trí chỉ vào âu dương hạo gầm thét lên khốn kiếp hai người các anh nhất định là một nhóm liên thủ để gài bẫy ông đây ông đây muốn lột ra chúng mày ôi 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 anh đây là đang phỉ báng tôi đấy tôi có thể kiện anh đấy nhé tôi cùng anh diệp này không hề quen biết đâu âu dương hạo hơi cong môi lên mặt đầy vẻ bông đùa nói. Không sai, chúng tôi căn bản không quen biết nhau. Diệp Thu cũng tuyết miệng cười nói. Giờ phút này, hai người có thể nói là đã đem kỹ thuật diễn phát huy đến trình độ cao nhất. Mẹ kiếp, ông đây không tin, hai người nhất định là thông đồng với nhau, khốn kiếp. Tô sán giận dữ hét lên. Anh thích tin hay không thì kệ anh, không phục thì có thể kiện tôi. Âu Dương Hạo tức giận liếc mắt nhìn tô sán, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía người chủ trì buổi đấu giá, hỏi có thể tuyên bố được chưa? Được rồi. Người chủ trì buổi đấu giá vội vàng gật đầu, sau đó nhìn mọi người ở đây, dò hỏi, xin hỏi còn có ai muốn đấu giá nữa không? Kết quả đương nhiên là không có. Đùa gì thế? Giá tiền này, ai mà muốn thêm nữa chứ? Giờ phút này, không có ai đáp lại cả. Thấy vậy, người chủ trì buổi đấu giá trực tiếp giờ búa đấu giá lên, nói, 4 tỷ 100 nghìn lần thứ nhất, 4 tỷ 100 nghìn lần thứ hai, 4 tỷ 100 nghìn lần thứ ba. Chốt giá. Bộp, búa đấu giá gõ xuống. Đến đây, Âu Dương Hạo lấy giá 4 tỷ 100 nghìn, thành công lấy được cá âm dương thiên nhiên. Có thể nói là quá đỉnh. Một sợi dây truyền ngọc bích cùng cá âm dương thiên nhiên đều rơi vào tay Âu Dương Hạo. Chuyện này làm cho mọi người ở đây không thể không xúc động. Âu Dương Hảo thật sự là quá trâu bò. Sau khi cá âm dương thiên nhiên đã được đấu giá thành công, buổi đấu giá cũng xem như đã đi tới hồi kết. Một lần nữa cảm ơn các quan khách hôm nay có thể tới tham dự buổi đấu giá đến đây hôm nay là kết thúc mỹ mãn. Xin mọi người chú ý an toàn, rời khỏi hội trường theo thứ tự. Người chủ trì buổi đấu giá nhìn mọi người ở đây mỉm cười nói: Đại sư lý, ông chủ của chúng tôi mời ông đến phòng làm việc để uống trà. Mời ông trở lại. Ừ, được, tôi biết rồi." Lý Nguyên Phổ gật đầu, có chút lưu luyến nhìn về phía Diệp Thu ở đằng kia. Mặc dù bây giờ ông ấy rất muốn đi tới chào hỏi Diệp Thu, nhưng ông ấy đã đáp ứng với Diệp Thu, tuyệt đối không thể ở trước mặt người khác để lộ thân phận của Diệp Thu được. Cho nên, ông ấy chỉ có thể kiềm chế ý muốn của mình, cùng người chủ trì buổi đấu giá rời đi. Tuy nhiên, Diệp Thu ở cách đó không xa thấy vậy, còn người vòng vo xoay chuyển, ngay sau đó nhìn Lâm Thanh Nhã hỏi, vợ, vừa rồi em đã đồng ý với anh, vẫn còn tính chứ? Lâm Thanh Nhã vẫn còn chưa tỉnh hồn lại, nên có chút mơ màng, nếu mày nghi ngờ hỏi cái gì cơ? Chính là nếu như anh có thể mời Lý Nguyên Phổ đến tập đoàn Lâm Thị làm cố vấn, em sẽ thưởng cho anh một cái hôn ấy. Diệp Thu Tết miệng cười nói, hử, Lâm Thanh Nhã hơi ngẩn ra, gương mặt nhỏ nhắn chợt đỏ bừng lên. Ngay sau đó lạnh lùng nói, dĩ nhiên giữ lời tuy nhiên anh cảm thấy vậy cũng có thể được sao đại sư lý làm sao có thể đồng ý tuy nhiên lời của lâm thanh nhã còn chưa nói hết diệp thu đã trực tiếp đứng dậy đuổi theo lý nguyên phổ thấy vậy lâm thanh nhã cũng sững sờ cô muốn ngăn diệp thu lại nhưng đã không còn kịp nữa rồi đại sư lý diệp thu chạy rất nhanh đảo mắt đã đuổi kịp lý nguyên phổ chuyện này làm cho lý nguyên phổ cực kỳ sửng sốt không ngờ Diệp Thu lại gọi mình lại, kinh ngạc hỏi, Diệp, anh đây là... Hiển nhiên, có nằm mơ ông ấy cũng không nghĩ tới, Diệp Thu thế mà lại chủ động đến tìm mình. Đại sư Lý, Lâm Thanh nhã vợ tôi rất ngưỡng mộ ông, vừa vặn gần đây tập đoàn Lâm Thị của chúng tôi bắt đầu phát triển về lĩnh vực trang sức. Ông là chuyên gia của phương diện này, có thể mời ông đến tập đoàn Lâm Thị để làm cố vấn được không? Diệp Thu trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lời này vừa nói ra, ai nấy ở đây đều ngẩn cả ra, ngay sau đó nhìn vào mắt Diệp Thu, đầy vẻ khinh bỉ cùng châm chọc. Đại sư Lý Nguyên Phổ mang thân phận thế nào chứ? Ngay cả một vài đại gia tộc, dù có mang tám chiếc kiệu, hậu lễ long trọng, muốn mời ông ấy cũng chưa thể mời nổi. Mà Diệp Thu, một tên ở rể nhà họ Lâm, phế vật nổi danh Giang Châu, lại mưu toan mời đại sư Lý đến tập đoàn Lâm Thị làm cố vấn. Hơn nữa còn trong một trường hợp không chính thức như vậy. Đây quả thực là suy nghĩ viển vông, mơ mộng hão huyền mà. Cho nên vào giờ khắc này, mọi người đều không ngừng lắc đầu, trên mặt hiện đầy sự khinh bỉ. Trong mắt bọn họ, Diệp Thu thật đúng là không biết tự lượng sức mình, tự tin quá mức. Mà Lâm Thanh Nhã ở cách đó không xa nhìn thấy cảnh tượng này, gương mặt cũng biến đổi, thầm mắng Diệp Thu quá xúc động. Cho dù muốn mời đại sư Lý Nguyên Phổ, dù gì cũng phải mời trong một trường hợp chính thức nghi lễ trang trọng sao lại xin mời thế này được như vậy mới thể hiện được sự coi trọng chứ còn như diệp thu thế này trực tiếp chạy tới gọi một câu đã trực tiếp mở miệng đi vào vấn đề chuyện này thật sự quá không tôn trọng lý nguyên phổ mà không chỉ không mời được người ta thậm chí còn đắc tội nữa chứ chuyện này làm cho lâm thanh nhã tức đến cắn chặt răng sớm biết như vậy cô đã không đồng ý đánh cược với diệp thu rồi Chương 480, chúng ta đợi mà xem mọi người trong khán phòng lập tức bàn tán xôn xao. Ông trời của tôi ơi, lỗ tai không xảy ra vấn đề rồi đấy chứ. Tôi không nghe lầm đúng không? Đại sư Lý Thế mà lại đồng ý sao? Anh không có nghe nhầm, tôi cũng nghe được mà. Đại sư Lý đúng thật là đã đồng ý rồi. Chuyện, chuyện này quá vô lý mà. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều sợ đến ngây người. Bọn họ thật sự không dám tin tưởng đường đường là bậc thầy lý nguyên phổ vậy mà lại đáp ứng lời thỉnh cầu của một tên ở rể phế vật như diệp thu sao hơn nữa lại còn sảng khoái không chút nghĩ ngợi như vậy chuyện này thật đúng là không thể nào tưởng tượng nổi mà nên biết rằng lấy thân phận của lý nguyên phổ cho dù là gia chủ của một đại gia tộc hiếm hoi ở giang châu này mới ông ấy ông ấy không muốn cho mặt mũi cũng là chuyện thường tình thôi nhưng bây giờ ông ấy lại tùy ý đáp ứng diệp thu như vậy Chẳng lẽ tâm trạng của Lý Nguyên Phổ vào thời điểm này rất tốt sao? Khiến cho Diệp Thu vừa lúc được thời. Chắc hẳn là như vậy. Dù sao cá âm dương kia cũng là do ông ấy tự mình đề cử, bán ra được giá cao 4 tỷ. Tâm trạng nhất định sẽ rất tốt. Nghĩ đến đây, thái độ của mọi người đối với Diệp Thu đừng hỏi có bao nhiêu hâm mộ cùng ghen tị. Bọn họ thật sự hận giờ phút này người đứng trước mặt Lý Nguyên Phổ không phải là mình dù sao có thể mời được lý nguyên phổ ở trong cái vòng này đó chính là một vinh dự vô cùng to lớn không phải ai muốn cũng có thể mời được đâu lâm thanh nhã nhìn thấy cảnh tượng này hoàn toàn sững sờ tại chỗ thành công sao diệp thu vậy mà lại làm được mặc dù tất cả những chuyện này thoạt nhìn vô cùng khó tin giống như nằm mơ vậy nhưng diệp thu lại thật sự làm được hơn nữa còn trong một trường hợp vì tiện như thế này chuyện này làm cho lâm thanh nhã trong khoảnh khắc này thật sự không biết nên nói cái gì cho phải cô không có cách nào biểu đạt được tâm trạng của mình cả bởi vì diệp thu hôm nay mang đến cho cô quá nhiều kỳ thích thật sự là quá nhiều cho dù là trận cực ngọc trước đó đảo ngược tình thế ngoạn mục hay là vừa rồi tự mình ra mặt đấu giá với tô sán cuối cùng trở lui toàn thân hơn nữa bây giờ mỗi một lần cô cho rằng đó đều là những chuyện hoàn toàn không thể nào xảy ra nhưng Diệp Thu lại làm được. Điều này thật sự khó lòng mà tưởng tượng ra nổi. Vào giờ khắc này, Lâm Thanh Nhã mới thật sự biết được, Diệp Thu, người chồng trên danh nghĩa này của mình, ở thời điểm nào đó, anh luôn có một loại năng lực thần kỳ. Mặc dù cô không biết loại năng lực này là gì, nhưng Diệp Thu lại có thể vào thời khắc mấu chốt, chuyển hóa loại năng lực này từ nguy thành an. Chuyện này làm cho Diệp Thu ở sâu trong tâm khảm của Lâm Thanh Nhã, càng trở nên thần bí hơn rảnh rỗi thì tốt rồi, thời gian cụ thể chúng ta hẹn lại vào ngày khác nhé. Diệp Thu mỉm cười gật đầu, cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp xoay người đi về phía Lâm Thanh Nhã. Thấy cảnh tượng này, ai nấy đều ngẩn ra một lần nữa, kinh ngạc chố mắt nhìn. Nếu là người bình thường mời đại sư Lý thành công, không phải sẽ nhảy cấm cao hứng lên ngay tại chỗ sao? Nhưng mà Diệp Thu thì sao chứ? Lại bình thản như vậy, không hề kích động chút nào cả thậm chí còn không nói gì thêm xoay người rời đi thế này không phải là quá không tôn trọng đại sư lý sao cho dù đổi thành bình thường bị đối xử như vậy chắc chắn cũng sẽ tức giận đúng không chứ đừng nói gì đến bậc thầy cấp cao lý nguyên phổ này bây giờ chắc chắn ông ấy đang vô cùng tức giận vì vậy mọi người dối diết nhìn về phía lý nguyên phổ muốn xem thử lý nguyên phổ có tức giận hay không nhưng mà sau khi bọn họ nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Lý Nguyên Phổ, lại trực tiếp ngốc ra tại chỗ. Chuyện này thật sự quá khó tin mà. Tinh khí của Đại sư Lý từ lúc nào lại trở nên tốt như vậy chứ? Chuyện này làm cho mọi người không thể nghĩ ra nỗi mà. Vợ, anh đã trở lại này. Diệp Thu quay về bên cạnh Lâm Thanh Nhã, tuyết miệng cười nói. Anh, trước đây anh không phải là đã quen biết Đại sư Lý đấy chứ? Lâm Thanh Nhã nhìn Diệp Thu, nghi ngờ nói hiển nhiên cô cũng bị dọa sợ rồi không có hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt anh đã nói rồi đại sư lý rất dễ nói chuyện em còn không tin diệp thu lắc đầu mỉm cười nói cảm giác thật sự giống như nằm mơ vậy lâm thanh nhã nhíu mày vẫn không dám tin tưởng đây là sự thật đừng mơ nữa anh đã hẹn đại sư lý thành công rồi đợi em ở bên kia sắp xếp xong lúc nào cũng có thể mời đại sư lý qua đó Khóe môi Diệp Thu hơi cong lên, ngay sau đó nhìn Lâm Thanh Nhã nói, cái hôn mà em đồng ý đó, lúc nào thì sẽ thực hiện đây. Nghe vậy, gương mặt nhỏ nhắn của Lâm Thanh Nhã hơi đỏ lên, tức giận liếc mắt nhìn Diệp Thu, lạnh giọng nói, nơi này nhiều người như vậy, đợi khuya về nhà rồi nói sau. Được rồi, Diệp Thu tét miệng cười, ngay sau đó hỏi, vậy chúng ta đi thôi. Ừ, đi thôi. Lâm Thanh Nhã gật đầu, mặc dù chuyến đi này không đấu giá được cá âm dương thiên nhiên chuyện hài hước nhưng lại mời được đại sư lý nguyên phổ đợi đến khi công ty trang sức của lâm thị được thành lập trực tiếp mời đại sư lý tới cố vấn tận nơi đây sẽ là hình thức quảng cáo tuyên truyền mạnh mẽ nhất lợi ích đối với công ty trang sức lâm thị không hề ít hơn so với việc mua được cá âm dương thiên nhiên thế này cũng xem như đã đền bù được tiếc nuối rồi vì vậy hai người bọn họ đi lấy phỉ thúy đặt ở tủ sắt lúc nãy, rồi đi ra bãi đậu xe ở bên ngoài, chuẩn bị lái xe rời đi. Tuy nhiên, ngay lúc này, hai bóng dáng quen thuộc lại tiến vào tầm mắt của Diệp Thu cùng Lâm Thanh Nhã. Không phải ai xa lạ, mà chính là Tô Sán cùng Vương Đặc Nam vừa đi từ bên trong phòng giao dịch ra. Bốn người gặp nhau, hai bên đối chọi gay gắt. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bãi đậu xe lập tức tràn ngập mùi thuốc súng. Lâm Thanh Nhã, Diệp Thu. Hai mắt Tô Sán trợn to nhìn hai người bọn họ, trong con người tràn đầy ngọn lửa tức giận. "Cậu Tô à, xin hỏi, có chuyện gì sao?" Diệp Thu cong môi, mặt đầy nghịch ngợm hỏi. "Hừ, tên nhóc nhà mày hôm nay chơi tao một vố. Tao đã nhớ mặt mày rồi, chúng ta đợi xem, tao nhất định sẽ cho mày nếm được thế nào là tuyệt vọng." Tô Sán cắn răng, hung dữ nói. Ngay sau đó, anh ta cũng không nói nhảm nữa trực tiếp ngồi lên xe của mình lái rời đi tô thiếu ra lái chậm một chút à vương đặc nam cúi người tại chỗ còn thiếu chút nữa là quỳ xuống đất tiến tô sán rời đi cực kỳ nịnh nọt đợi sau khi xe của tô sán rời đi lúc này vương đặc nam mới quay đầu nhìn về phía diệp thu cùng lâm thanh nhã sắc mặt lập tức trở nên u ám nhất là khi anh ta nhìn thấy diệp thu cùng lâm thanh nhã mang cặp phỉ thúy trong tay ánh mắt càng trở nên rét lạnh hơn thật không ngờ tới Diệp Thu lại là một tên chồng mặt trắng của cô. Khó trách ngày hôm qua ở công ty, cô lại bênh vực anh ta như vậy. Vương Đặc Nam nhìn Lâm Thanh Nhã, cười lạnh nói. Cho dù anh ấy không phải là chồng của tôi, tôi cũng sẽ bênh vực anh ấy. Bởi vì nhân viên của tập đoàn Lâm Thị chúng tôi, quyết không cho phép người ngoài khi dễ. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 480